Nói đi, tối của anh đi đâu vậy? Đã nói là uống bia với bạn mà. Em cho anh thêm một cơ hội đó. Thì anh đã nói là uống bia với bạn rồi. Rồi sau đó hẹn nhau chơi mặt trượt. Chơi mặt trượt hay đi hôn gái hả? Sao em có tấm hình này? Nhờ con bồ cũ của anh đó. Cô ta vừa mới gửi cho em. Còn chúc mình năm nào cũng có ngày này. Anh có mùi gì kỳ lạ vậy? Ở nhà có bạo ngư anh không ăn, cứ phải ra ngoài đường ăn sườn heo chiên giòn. Nè, mọi chuyện trên đời này á đều có thủ thuật che mắt hết mà. Những gì em thấy chưa chắc là thật đâu. Mà nếu là thật á, đâu có tình cờ để cho em nhìn thấy. Hay là anh đổi cách nói, anh hô hấp nhân tạo cho cô ta. Sự việc điên quá đi, đâu có hợp lý đâu chứ. Thì tối hôm qua quấy uống xỉn, cứ muốn hôn anh. Thì vừa ôm rồi này nọ, anh đâu thể đẩy quấy ra được. Cứ như vậy mà dính lấy nhau thôi. Rồi sau đó anh dùng mỏ của anh bịt mỏ quấy lại, dùng lưỡi của anh đẩy lưỡi của quấy ra ngoài. Vậy vậy nghiêm túc mà nói thì chuyện này không thể xem là đá cháu lưỡi được à. Trời ơi, vậy cũng nói được nữa. Công phục. Lương không hổ danh là đội trưởng hùng biện suốt 3 năm của trường chúng ta đó. Nè, lý do này mà anh cũng nghĩ ra được, đâu có khó chứ. Nhưng mà anh ấy dám nói ra mới khiến người ta khâm phục. Đúng là khâm phục. Như anh vừa nói, nếu thật sự cho vào trong rồi á, cũng có thể nói là bất cẩn vào lộn đường. Lúc ra còn chào hỏi nhau được luôn đó. Chồng cô như vậy là đỡ rồi đó. Chỉ là đá cháu lưỡi thôi, không có làm gì hết đâu ha. Thì đó thì đá, cho dù có chơi rồi cũng không sợ, ít ra không bị người ta chụp ảnh lại lúc ngủ. Chính xác luôn. Tôi mà chơi xong á, chắc chắn sẽ kêu họ về. Tôi dám thề chưa từng có người nào chụp được ảnh tôi đang ngủ say luôn đó. Ngủ. Tôi không ngủ với anh nữa. Tôi không kết hôn với anh nữa đâu. Thôi, nè, sao lại vậy chứ? Vợ ơi. Nè, làm cái gì vậy? Nè. Vợ ơi. Mở cửa. Là vợ tôi đó. Phải không? Nè vợ ơi, nghe nói đi, nghe anh giải thích đi mà. Tôi không kết hôn nữa. Anh nói con bồ sườn heo chiên giòn, thế chỗ tôi đi. Nói gì nè, đi. Nè, sườn heo chiên giòn làm ca đêm. Nè, trời, ngoan đi mà, đừng có giỡn nữa, mở cửa đi. Mỗi vòng trả 5.999 tiền đưa rồi. Tiền cưới, coi như tiền chia tay đi. Chị dâu à, có gì từ từ nói mà. Mở cửa đi mà. Nè, mở cửa. Mở cửa đi. Alo, đang bận. Đám cưới. Đi nhậu hả? Cũng không phải là không được vậy, nói có nhiều cái nữa hả mà. Chỗ nào chơi vậy? Cha, quyêu mập của thích quẩy về đêm hả? Chắc chắn có rất nhiều gái. Đi thôi. Này, sao hai anh mất nhân tính vậy? Đưa tiền mừng rồi dễ như phải ăn trước đã. Thì đó, còn tới 3 tiếng lận chúng ta làm gì đây? Tôi phải gọi lại tiền mừng. Cái hồn tay của tôi đó. Mua mặt trước. Tôi không tin tôi xui vậy tay. Nè, đã nói là tôi ăn tay mà. Thập tam yêu. Ôi trời, gián nào cũng ăn hết, anh ăn gian hả? Nà, bây giờ muốn sao hả? Không chịu chung tiền có đúng không? Chung tiền nhanh lên đi, đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Quậy được. Nà, mà chung tiền đi. Sau này hả, tôi trừ lại tiền phúng điếu của anh. Ăn cho chết đi. Tôi thì không thành vấn đề gì hết. Sau này nếu chúng ta có chết đi thì cũng đâu có được hưởng đâu. Anh muốn chết hả? Hôm nay là ngày trọng đại của người ta mà, cứ nói chết với tiền phúng điếu. Tại sao bây giờ anh lại buồn như vậy làm gì chứ? Tự nhiên xúc động như vậy, có phải là anh thua ít quá hay không? Không phải. Chuyện là gì? Tôi đang nghĩ có phải bốn đứa tụi mình xui xẻo tới như vậy không? Hay là do cô dâu với chú rể họ không hợp nhau thiệt? Mỗi lần chúng ta đi dự tiệc cưới của ai luôn luôn có chuyện không hay xảy ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị mang tiếng sát thủ đám cưới. Không, chúng ta không phải là sát thủ đám cưới. Chúng ta có bốn người, số nhiều, sát thủ đám cưới có chữ S. S cái đầu của anh. Nhưng mà lần trước Kỳ Kỳ và Trạch cuối cùng chọn ly hôn, đâu phải tại chúng ta đâu. Người ta nói chuyện trọng đại thường gặp chuyện hệ trọng mà. Bây giờ có rất nhiều người đám cưới đều gây ra chuyện rắc rối. Gần đây có lên mạng không? Mới nhất có vụ cô dâu chê khăm chú rể còn ác hơn nữa. Tôi biết nè. Chuyện đó là nói chú rể tòm tem với phụ dâu, sau đó bị cô dâu phát hiện được. Vào ngày kết hôn, cổ đăng đoạn clip lên. Trên diễn đàn đang có nhiều người bàn tán lắm. Dữ vậy sao? Vậy cô dâu có cởi bỏ quần áo, có nhiều người thay đổi hay không? Không. Thì ra vụ đó không phải như vậy. Nè, mình khẩu nghiệp, không cần nghiêm túc như vậy. Không phải khẩu nghiệp, vụ này là người thật, việc thật luôn. Sao cô biết? Và hôm đám cưới tôi cũng có mặt, cô dâu chính là chị họ của tôi đó. Cô hãy ký tên đi. Ông chú ba. Ê, chào con. Bà nội. Ôi trời ơi, bà đẹp nội có gái khỏe quá không? Đẹp gái. Chào chị họ. Đây là chị họ của cô hả? Cũng đẹp gái đó. Mấy người trên mạng nói cô ta xấu dữ lắm mà. Cổ đẹp gái đó nha, nhưng nhìn là biết khó tính rồi. Sao trễ vậy? Trời ơi, chị đẹp quá à, quyến rũ quá đi. Chúc mừng chị nha. Cảm ơn. Nè,
Hôm nay chị chưa chỗ ngồi tốt cho em. Rất nhiều trai đẹp ngồi chung, tư tư lượng. Phải không đó, dạo này ăn uống hơi thanh đạm, chưa bụng sẵn luôn rồi. Phải, ăn đi. Anh để đâu hả? Ảnh hả? Người này là ai nữa vậy? Anh ấy là anh rể họ của tôi đó. Sao không đẹp trai gì hết vậy? Anh ấy giàu dữ lắm mà. Chượng miếng cho anh là đúng rồi đó. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tới dự lễ cưới của Ryan và Vũ. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Bob, là MC của buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi thấy các khách quý ngày hôm nay ai cũng là trai xinh gái đẹp hết nha. Ông chú ba, tỉnh đi chú. Nhân lúc cô dâu đang vào phòng để trang điểm và dặm phấn lại, trong lúc này thì chúng tôi sẽ trình chiếu một đoạn clip cho mọi người xem. Có được không? Không. Nè, thật ra thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của cô dâu và chú rể, vì họ đã bước vào một hành trang hoàn toàn mới của đời người. Vậy cho nên chúng tôi đã biên tập một đoạn phim kể về khoảng thời gian lúc họ còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Đừng nói tôi không nhắc khéo cả nhà nha. Trong đó có những đoạn phim là tuyệt mật chưa hề được phô bày. Có muốn coi không nè? Tôi bụng quá rồi. Tôi vẫn còn một tin quan trọng muốn tuyên bố. Sau khi coi xong đoạn phim là được ăn bào ngư đó. Anh, mấy người anh phân đó. Chúng ta cùng xem nào. Khúc này tụi con đã lớn rồi, mười mấy tuổi đó. Gì vậy? Sao lại hết xem được rồi? Gì kỳ vậy? Làm sao vậy? Không biết có chuyện gì nữa. Đừng lo, từ từ sẽ có lại liền thôi. Ôi trời ơi, chồng ơi, qua đây mau đi. Trời ơi, ai là chồng của em vậy? Thì anh là chồng của em đó. Em mau cử đồ đi. Vậy anh mau hôn em đi. Nhanh lên đi, vợ của anh sắp về rồi. Trời, không cần quan tâm của ta đâu. Sao mà lần nào cũng quay phim lại vậy? Hả? Thì để lại kỷ niệm. Thôi kêu mấy người tắt đi. Chị đưa mic cho tôi. Anh em bạn bè gần xa, rất cảm ơn mọi người hôm nay đã tới ăn mừng cùng với chúng tôi. Nhưng tôi rất xin lỗi phải tuyên bố một tin xấu. Đó là tiệc cưới chiều nay chính thức bị hủy. Hả? Bởi vì tôi đã quyết định ly hôn với thằng chồng khốn nạn của tôi này. Gọi con kìa, nhanh lên. Vợ à, vợ làm gì vậy chứ, em mau xuống đi đó. Anh đứng ở đó, tôi chưa nói xong. Mọi người cũng đừng lo lắng, tiền mừng của mọi người tôi đã để trên bàn tiếp tân ngoài cổng. Mọi người có thể xếp hàng trật tự lấy lại theo trình tự. Để xin lỗi cả nhà, tôi đã chuẩn bị một phần quà tinh xảo để tặng cả nhà. Đó là một đĩa DVD cảnh thằng chồng khốn nạn của tôi chơi gái, đã để dưới ghế ngồi của mọi người. Mọi người có thể đem về nhà từ từ thưởng thức. Tôi cũng không ngại việc mọi người đang lên YouTube hay Weibo chia sẻ với bạn bè tốt của mình. Cảm ơn chị dâu. Hay lắm. Vợ ơi, vợ ơi. Một tháng trước. Cẩn thận đó, cẩn thận đó. Ơi kìa, taxi. Nè. Cẩn thận đi, em lạy anh đó. Về nhà thôi, về nhà. Anh không về đâu, anh lên trên uống tiếp nữa. Uống cái đầu anh đó. Người ta ra bia, anh ra mạng. Về thôi, ngoan đi. Ủa vợ à, điện thoại của anh đâu rồi? Hả? Nè. Nó ở đây nè. Nè, taxi à. Nè. Taxi à. Nè. Chuyện gì? Nè vợ à, tối qua em có thấy điện thoại của anh đâu không? Không có, sao vậy? Anh bị mất điện thoại rồi. Hả? Vậy làm sao? Không biết, thì mua mấy khác thôi. Vậy trong điện thoại của anh có gì quan trọng không? Có cái gì đen tối không đó? Ví dụ như phim heo các thứ. Em điên quá à, dĩ nhiên là không rồi, làm gì có. Nếu như có cũng không mở được đâu. Máy của anh có cài đặt mật khẩu mà. Thôi không nói nữa, anh đi mua điện thoại mới đây. Bà chủ à, iPhone chỉ có 10 lần cơ hội để nhập mật khẩu thôi. Chúng ta thử 6 lần rồi, chứ còn lại 4 lần đó. Còn nhập sai nữa là chị không coi được dữ liệu trong máy đâu. Không thể nào,
Nè, ngày sinh ảnh, ngày sinh chị, ngày sinh má ảnh, ngày sinh má chị, ngày sinh mèo của ảnh, ngày sinh chó của chị đều đã thử hết rồi, vẫn không được. Ai, trời ơi, chị mặc kệ mấy con chó, con mèo đi. Chồng của chị háo sắc như vậy thì chúng ta thử về gái. Thử gái? Ừ. Sao chị biết chỗ này anh cua cô gái nào? Vậy thử những người mà ảnh không cua được đi. Có thể là mấy cô minh tinh nè. Chồng chị thích nữ minh tinh nào hả? Ngày xưa ảnh thích Stevia đó. Stevia hả? Đợi chút nha. À, tìm thấy rồi. 15 tháng 10 chị thử coi. Có được không? Không được nè. Không được hả? Không, thì ra anh không còn thích Stevia. Ừ ha, vậy chúng ta cũng thử mấy người cũ nữa. Thử mấy người nổi gần đây nhất. Có ai nổi hơn Stevia hả? Châu Tú Na đó. Chị Na dạo này nổi lắm nha. 22 tháng 5 đó, thử đi. Không phải rồi. Có ai nổi hơn không hả? Nổi hơn nữa hả? Ê, có rồi. Lạc Đồng, sự quyến rũ của đồng phục, chồng chị mê nhất đó. 22 tháng 7, mau thử đi. Có được không vậy? Thì cứ thử đi mà. Thôi tiêu rồi. Nè, không được kìa, chỉ còn duy nhất một cơ hội nữa thôi. Làm sao đây? Nè, mau suy nghĩ đi, giờ làm sao? Ê, đừng có rối. Nè, bà chủ, dù gì cũng là lần cuối cùng, chúng ta làm liều đi. Chồng chị dạo này thường hay làm cái gì nhất? Dạo này ảnh thường ra rạp xem Nhục Bộ Đoàn 3D, một ngày có 3 lần lận. Ảnh nói muốn xác minh Lôi Khải Hân có dùng thế thân không đó. Vậy thì khỏi hỏi nữa, chắc chắn là lôi thường rồi. Nè, 24 tháng 10 thử lại đi. À, đúng là đồ chết bầm. Ảnh thích Lôi Khải Hân thật hả? Đây là gu gì vậy đại ca? Rồi cái gì? À không, em biết lý do tại sao chồng chị không thích chị rồi. Gì nữa? Chị có định đi tân trang đó không vậy hả? Quỷ sứ, em to lắm hả? Thì cũng được mà. Nhanh lên đi, vợ anh sắp về rồi. Ơi, mặc kệ quấy đi. Không phải anh có hẹn với vợ của anh hả? Nhanh thôi mà. Tôi kiểm tra rồi không có vấn đề, chút nữa có phát trực tiếp. Nè chú ơi, tôi đón trước mà. Cô đúng là bị điên, taxi nhìn thấy tôi chảy tay á mới tấp vô thôi mà. Chú nhìn thấy tôi mặc như vậy là biết tôi đang rất gấp rồi. Nè thím, thím đám cưới gấp hả? Tôi ly hôn còn gấp hơn nữa nè. Tôi vừa mới quen được một cô em 18 tuổi mơn mởn, đương nhiên là phải bỏ vợ già xấu xí rồi. Tôi phải về ly hôn ngay để tôi còn kịp động phòng nữa. Ông đi chết đi. Mơn mởn nè. Cho hỏi cô đi đâu vậy? Vịnh Đông La, đường Bạch Đức Tân. Xe cũ Long không đi qua phà. Đến sở cảnh sát Dường Giác đi. Đi thì đi. Đi hầm Hồng, đừng đi hầm Tây đó. Bộ phim Cuộc Hẹn Sau Khi Ly Hôn. Một năm sau. Thì nhanh lên đi, còn phải ra mấy chuyến nữa. Bà chủ ơi, em đói bụng quá à. Được ăn cơm chưa vậy? Nè, em mới ăn xong mùi sâu cá viên đó. Còn đói bụng hả? Đã kêu chị mướn thêm một người rồi. Muốn làm chết tụi em luôn hả? Được đó, mướn thêm hai người cũng được đó. Được đó, tốt nhất là mướn hai anh đẹp trai. Được đó, mướn thêm hai anh đẹp trai được không? Được đó. Đuổi việc hai người. Đừng mà. Đừng nha. Vợ à, chờ em đi ăn sáng nè. Nhanh lên đi. Nè em đi nhanh lên, anh đói quá rồi. Chỗ này ngon lắm hả? Đâu có ai. Nè ngồi xuống đi. Chị xuất hiện rồi sao? Kẹt xe. Để anh giới thiệu, đây là Bủ. Vợ của anh chứ chị. Carol. Bạn gái anh chứ gì. Đi xem có ngồi gì. Ngồi xuống cho em. Nè, tôi còn phải đi học, mất công tốn thời gian của nhau. Chú một câu thôi, tôi không chia tay với anh ấy đâu. Tôi rất thích ảnh. Baby Carol à, anh đã nói với em rồi là chúng ta không hợp nhau đâu. Em vẫn còn trẻ, đang trong thời kỳ phát dục nữa, nên để dành tâm trí học hành. Rảnh thì tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, còn chuyện hẹn hò sau này hãy. Lúc anh dụ tôi lên giường, nói gì mà chuyện làm tình nên làm sớm mới hay. Giờ anh chơi tôi chán chê rồi, muốn bỏ tôi đó hả? Được rồi, tôi chết cho anh coi. Có gì từ từ nói, bỏ con dao xuống đã. Anh nói là muốn mà. Tôi sao cũng vô ích mà thôi. Tôi sẽ tự kết liễu trước, sau đó mới giết anh. Chúng ta là một đôi quyên ương mà. Vậy thôi, có gì cho tôi đi chung. Mau lên. Ba người có nhau. Ê, Bủ à, em đừng kích thích cổ nữa, anh đang sợ thần mà. Liên quan gì tới cô chứ? Người ta chết cũng đòi chết nữa. Nếu muốn chết thì lẹ đi. Nửa năm sau tôi sẽ xuống hội ngộ. Bủ, em nói gì vậy? Hôm qua em lấy kết quả xét nghiệm ung thư vú giai đoạn 3.
Ông ấy kêu em ăn được thì ăn, nhưng đừng ngủ quá nhiều, nửa năm sau tha hồ nằm. Chuyện lớn như vậy sao em lại không nói với anh chứ? Không sao đâu, anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền thì anh cũng sẽ chữa cho em. Mau trốn đi em. Ngồi xuống. Thôi kệ đi, sống chết có số. Hiếm có một cô gái trẻ chịu xuống dưới chăm sóc anh. Em thấy yên tâm nhiều rồi. Tôi chính là đại sứ học sinh của Hiệp hội quan tâm ung thư vú. Để tôi kiểm tra. Nè, cái gì vậy? Bỏ tay ra. Ghê vậy, cứng quá, gõ ngay cọc cọc luôn đó. Nè, giờ sao, gõ xong chưa? Có cần đưa cô chuông cửa không? Thì ra là thật hả? Cô tội nghiệp quá. Thực ra tôi đã nghĩ thoáng rồi. Nửa năm này tôi chỉ muốn cùng Ryan yên tĩnh sống qua thời gian này. Em gái, hãy là một người trọng lượng, tặng nửa năm này cho tôi. Sau này tôi làm ma, nhất định sẽ phù hộ cô phát triển cao lớn. Chưa đủ lớn hả? Không được, tôi thích anh ấy thật mà. Anh nghĩ ra rồi, cả hai người đều là người anh thương yêu. Nếu mà cả hai đều thích anh như vậy, thay vì âm dương cách biệt, bằng không cùng nhau quyên sinh, mình cùng nhau chết chung. Hả? Phải chết thật hả? Em không muốn đâu. Nè, tôi ok mà, cô có vấn đề gì không? Thành thật mà nói, tôi luôn đem theo bên mình gói thuốc độc du lịch, nếu bữa nào thấy không vui thì lấy ra uống. Nè, bây giờ tiện lợi vậy hả? Ai uống trước? Chờ cái nào, quản tù tì ném xúc sắc thích uống. Thôi đi, em uống trước cho nhanh. Nè, bố à. Tới cô rồi. Nhớ chừa lại chút cho anh nha. Nè, uống đi không đau đâu. Hai người bị điên thật rồi. Tôi quá trời người theo đuổi, không sẵn điên với mấy người đâu. Tôi bận đi đây. Nè Carol à, anh thật sự rất yêu thương em. Hơi khá quá, cho anh miếng nước. Hơi lần này đúng là khó nhằn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Buồn ngủ rồi, không có gì em về trước. Ơi, sao em về sớm vậy? Đồ ăn còn nhiều lắm đó, ăn chút đi vợ à. Dẹp đi, em đã ly hôn với anh rồi. Còn nữa, làm ơn đừng có tuần nào cũng kêu em ra giúp anh chia tay gái. Rõ ràng là anh đã nói với họ anh có vợ rồi, họ vẫn bám theo. Lần này em không ra tay anh không xử lý được đâu. Ơi, từng là vợ chồng tính toán làm gì chứ. Anh không tính với em. Vậy thì anh đừng nói nếu em không ra sẽ tăng tiền thuê nhà gấp đôi đi. Anh nói giỡn thôi mà. Anh dở hơi vậy hả? Tới giờ hợp rồi. Nhưng mà còn dư đồ ăn nhiều quá à. Nè, đem về đi. À phải rồi. Nè, rốt cuộc hôm nay em mặc áo ngực gì vậy? Sao có thể cứng tới vậy được chứ? Đừng nói bị ung thư vú thật nha. Nhổ nước bọt nói lại đi. Không chuẩn bị sẵn đồ nghề thì sao giải quyết mấy chuyện rắc rối của anh? Biết ngay là em không to đường vậy rồi, thì ra là đồ giả đó. Nè, hẹn lần sau ăn cơm nha. Chỉ ăn cơm thôi, đừng có kêu em làm này làm nọ nữa. Thật ra nếu em cảm thấy trời ơi bức, miệng thì nhạt, không muốn ăn uống gì hết, em cũng có thể gọi anh tùy lúc. Người ta nói dứt nồi không dứt nắp, rảnh rỗi đánh một trận hữu nghị. Trận hữu nghị nè. Trời ơi, dừng lại đi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhéo anh giữa đường vậy chứ, đau lắm đó. Đau cỡ nào hả? Nỗi đau không nói nên lời. Biết rồi, chỉ ăn không làm chứ gì. Anh đi hướng đó. Em đi hướng này. Ơi, bị bầm hết trơn rồi, đúng là điên thật mà. Vậy tối nay sau khi tan ca, anh tới đón em về, chúng ta cùng nhau đi ăn. Dạ được. Ăn gì hả? Anh quyết định đi. Hay là ăn món Thái? Món Thái thì hơi cay, thôi đừng có ăn. Tối nay tính sao đi ha. Ừ. Ok, vậy anh về trước, em về cẩn thận, có gì anh gọi cho em. Agui. Sao vậy, không nỡ xa anh hả? Em có chuyện muốn nói với anh đó. Có chuyện gì? Không được giận nha. Nói đi. Em không muốn từ chức. Sao vậy? Trước đó chúng ta thỏa thuận rồi mà. Em không muốn. Em quên rồi hả? Tháng sau chúng ta kết hôn. Còn nữa, em đang có thai, anh lo lắng em không đủ sức khỏe chống chọi đó. Thì đẻ con xong cũng đi làm được mà. Với lại em đã nói rất nhiều lần rồi, em thực sự thích công việc của em đó. Em thích công việc hay là thích ông chủ của em hả? Em đã nói rất nhiều lần rồi, em với anh Quỳnh không có gì hết. Sao anh cứ thích suy nghĩ dẫn dơ vậy? Nếu không có gì thì nghỉ việc đi. Có phải anh ta đeo bám không cho em nghỉ không? Để anh đi nói chuyện với anh ta. Anh điên đủ chưa hả? Con người anh đang nói ngang ngược, sao để con ra đời giống anh phải làm sao đây? Em nói anh được rồi, sao lôi con của chúng ta ra nói chứ? Nói chung thì em không nghỉ việc đâu. Anh nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Em tới giờ đi làm không có rảnh điên với anh ha. Nè, anh còn chưa nói xong mà. Bố à, ra ăn cơm nè. Hôm qua mới ăn sáng xong mà. Hôm nay mình đi ăn đồ Tây. Cũng được đó, đã biết đem tới nơi sang trọng vậy ăn cơm thì em về nhà thay đồ đẹp hơn rồi. Ơi, không cần đâu, tối nay em siêu quyến rũ rồi.
Anh nói thật đi, có lòng tốt mời em ăn cơm, lại muốn chia tay cô nào nữa? Chịu chi vậy, không ăn bánh bao xá xíu nữa hả? Cô ta đâu, sao lâu quá chưa tới nữa? Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin ở đây? Anh hẹn em đi ăn cơm thật mà, đừng nói như lần nào anh cũng lợi dụng em mới được chứ. Thật hả? Anh biết là trong một năm nay em đã tủi thân nhiều rồi, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi xuống uống với nhau và tâm sự mà. Anh biết là được rồi. Hay là mở chai sâm banh đi. Phục vụ. Khoan đã, chút nữa mới gọi được không? Em khát lắm rồi, phục vụ. Hay là mình tâm sự trước đi mà. Tâm sự cái gì? Nè Bú à, em có cảm thấy là trong một năm này em hơi khô khan hay không? Liên quan gì tới anh? Độ tuổi này của em đó, cũng đã tới lúc tìm một người hẹn hò rồi. Mấy chuyện này anh không cần lo. Thì tất cả cũng tại cô người anh cứ lông bông, không thể mang lại cho em được hạnh phúc. Em có biết là anh đã vì chuyện này mà thấy áy náy lắm không? Vào mỗi buổi tối vắng vẻ tĩnh lặng á, anh nhớ lại sẽ khóc đó. Ai nấy đồng cảm, đưa tiền em đi. Tiền làm sao bù đắp được cảm giác tội lỗi với em chứ. Vì vậy anh đã quyết định tối nay dẫn em tới đây làm quen một chàng trai tốt. Anh lại chơi trò gì nữa? Tối hôm qua anh lên mạng giúp em đăng ký để tham dự buổi tiệc đồng thân, trao đổi dịu dàng rồi đó em yêu à. Cái gì? Chút nữa vào trong đó, nhắm trúng anh chàng nào thì nói chuyện với họ nhiều vào, nếu thấy hợp thì tiến tới ngay luôn. Anh bị điên hả? Em không có dễ dãi như anh vậy. Với lại bộ giờ em tệ lắm hả? Em cần thì đầy ra thôi, có cần tới đây xem mắt không? Anh biết là em nhiều chàng trai theo đuổi mà, thằng Cường xoài với bỉnh sầu riêng ở chợ trái cây chứ gì. Nhưng mà những người tới đây đều là những người chuyên nghiệp, có mặt mũi danh tiếng lắm. Em vào trong thử đi, anh đã giúp em đóng tiền luôn rồi đó, không được hoàn tiền đâu. Đó đó em nhìn coi, chất lượng thực sự không tệ đâu. Đời người chỉ có một lần thôi, coi như mở mang tầm mắt luôn. Em đi chung thôi đó, mắc công anh tốn tiền. Giờ mình đi được chứ? Thôi em đừng nôn nóng, anh sẽ đi chung với em mà. Sao anh lại đi? Thì là tiệc đồng thân mà, có nam á thì dĩ nhiên có nữ rồi, nên chút nữa em cứ tia trai, còn anh sẽ tia gái. Biết nghe anh không tốt như vậy. Giờ mình đi được chứ? Dẹp đi, em đã ly hôn với anh rồi. Tí tiền cho một chai champagne, lấy chai đắt nhất. Nếu không thì em không đi. Một ly thôi được rồi. Uống nhiều quá sợ em bị thiệt đó. Quá tuyệt quá vợ yêu ơi. Đó. Ơi, người này được nè, em nhìn coi. Hai. Cô làm gì vậy? Thật hay giả vậy? Vợ à, đừng có chơi người của người ta. Là thật hay giả vậy? Tôi làm chứng là thật đó. Còn của cô? Bọn muốn biết lắm sao? Anh ham học thôi. Của tôi là đồ thật đó. Ê, tôi làm chứng thật đó. Cô muốn làm chứng không? Chào mọi người, tôi là MC của buổi tiệc này, là Marco. Ui, em coi đi. Chào mừng mọi người tới buổi tiệc trao đổi dịu dàng này. Thực ra tinh thần là đại hành động, trao đổi bạn đời, vợ chồng như quần áo. Công khai thì không thể nào thoải mái được đúng không? Có phải là mọi người đã hưng phấn lắm hay không vậy? Chào các anh chị đẹp trai đẹp gái, coi xin chúc mừng ứng được hay không? Tuyệt. Bố à, nè. Vợ tôi đi dậm phấn, chút nữa quay lại liền ha. Bố à, em đi đâu vậy chứ? Bố à, em nghe anh giải thích trước đã. Ý, anh đi chết đi. Biết nghe anh tìm em lại biết không có chuyện gì hay. Em bị ngu mới tin anh hết lần này tới lần khác. Anh ăn no không có chuyện gì làm hả? Nói giới thiệu đàn ông cho em làm quen thì ra dẫn em tới đổi vợ. Anh muốn giới thiệu đàn ông cho em thật mà, em cũng nhìn thấy mà. Những người trong đó ai cũng rất là điển trai, đâu có lừa em gì đâu. Trong đó ai cũng có vợ hết rồi. Em cũng có chồng rồi. Anh dẹp đi, em với anh đã ly hôn rồi. Em không nói, đâu có ai biết đâu. Sao mà em ù lì quá vậy chứ? Bây giờ anh chỉ kêu em chơi cho vui, đâu có bắt em trao con tim ra đâu chứ. Không phải ai cũng vô liêm sỉ như anh đâu. Giờ anh chơi ngán mấy em nữ sinh, giờ chuyển qua chơi vợ người ta. Bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng đều hẹn nhau ra chơi. Có lợi ở đây là công bằng, công khai, công minh hơn chuyện lén lút vụng trộm. Nè em suy nghĩ đi, nếu lén lút giấu vợ hoặc chồng ra ngoài vụng trộm, nếu như bất cẩn á, người nam quen được người nữ thích lén lút chụp ảnh nhân lúc anh ta ngủ say, hoặc là bên nữ quen được bên nam thích chờ lúc em chết đi rồi đổi gì chút, vậy là tiêu đời rồi. Nhưng mà hai vợ chồng chơi đổi bạn lại khác nha. Ít ra đối phương á là người mà chồng hoặc là vợ giúp em chọn, biết được khẩu vị của em, thêm nữa là cả hai có chung suy nghĩ rồi á, chơi cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Nè ví dụ nha, nếu như anh bất cẩn bị mấy bà cô bắt gặp anh tòm tem với gái lạ, và bọn người đó chắc chắn á sẽ biết lại cho em biết ngay, lúc đó em có thể đứng thẳng người lên và trả lời cho mấy bà cô đó biết là tôi đã biết từ lâu rồi, cảm ơn đã quan tâm, phải không? Bởi có câu, vợ chồng như quần áo, không thay không thoải mái.
Ơi Bủ à, em tưởng là anh muốn chơi khăm em thật hả? Nhưng mà vấn đề là luật chơi quy định phải là vợ chồng mới có thể đăng ký tham gia được, còn phải có bằng kết hôn gì gì nữa. Nên anh lấy hình cưới chúng ta đăng ký, anh làm khảo sát luôn rồi. Chỗ này tổ chức tiệc đổi bạn đời á, có chất lượng tốt nhất Hồng Kông luôn đó em à. Còn nữa, hồi nãy ở trong đó anh nhắm được một em chất lượng rồi. Đi mà, giúp anh đi mà. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi, mình vào được chưa hả? Anh vào từ từ mà chơi, em không có rảnh nha anh. Bố à, nè. Cho dù anh gọi thế nào em cũng sẽ không quay vào đó đâu. Anh làm ơn đi, không còn nhỏ đâu, hiểu chuyện chút đi. Giảm tiền thuê nhà một năm thấy sao? Nói lại lần coi. Anh hiểu em quá mà. Có gì đâu, anh thì không có nhiều, được cái nhiều tiền thôi, coi như anh tặng em. Nói là phải giữ lời nha. Nói trước nha, vợ chồng em chỉ có ăn, không làm gì hết. Em quyết định đi, vợ yêu. Dẹp đi. À, anh à, không phải là vợ anh đi dậm phấn hay sao? Sao dậm rồi như không dậm vậy? Liên quan gì tới anh? Sao nói đổi vợ, có đổi được chưa? Tôi đang bận lắm. Rất nhanh, rất nhanh. Nè, có được gọi đồ ăn không? Được thôi, cô muốn ăn gì? Cơm sườn heo chiên, nhưng phải nhớ, cơm phải chiên đều, sườn heo phải chiên dạng hai mặt, cà chua phải dạng đều mới đút lò. Một ly trà chanh, bỏ ba miếng chanh, nửa ly đá, thêm nửa con gà quay, lấy mặt bên trái nha, vì tôi thích ăn. Đồ ngọt, chút nữa mới gọi. Bao nhiêu thôi đúng không? Nhanh nhỏ lên đi. Ê, đè, lấy thêm nửa con heo quay nha. Quay, heo đực nha, heo nái tôi ăn hoài à. Chồng ơi, đồ ăn ngon quá à, anh có ăn không? Cô ấy không bị khờ đâu, tại làm phim chỉ gái qua thôi. Đúng là không đơn giản. Mặc dù biết vào thời điểm này mọi người rất háo hức đúng không? Phải. Nhưng nhằm giúp mọi người có thể hiểu nhau nhiều hơn, hay là mọi người tự giới thiệu về mình đi, chia sẻ lý do khiến mọi người tới đây để đổi bạn đời của mình là gì được không nè? Ok. Vậy cô trước nha. Chồng ơi, anh nói trước đi. Tôi rất tôn trọng vợ của mình. Vợ nói trước đi mà. Em bất cỡ lắm. Bình thường em có biết xấu hổ đâu, em nói đi. Kêu anh nói thì cứ nói đi. xin lỗi nha, tôi hơi manh động một chút. Thật ra thì tôi và vợ tôi đã kết hôn với nhau hơn 10 năm rồi. Ý là mấy chuyện kết hôn này giống như đi mua tivi vậy. Tức là bạn tưởng rằng chiếc tivi mà bạn mua trước đó có thể coi được 8 tới 10 năm. Ai có ngờ bây giờ càng ngày càng có nhiều mẫu mới. Vừa có plasma nè, còn có 3D nè. Wow, nhiều lúc hả? Wow, nhìn thấy tivi mỏng dính vậy nè. Còn màn hình thì rất là rộng luôn. Nhiều khi ở ngoài đường nhìn thấy những mẫu mã mới, thấy con tim hơi ngứa ngáy, rất muốn bước tới gần, đụng vào nút trên đó, và còn muốn xem thử độ nặng của chiếc tivi có đúng không nè. Thì không phải tôi chê bộ pháo tiễn của vợ tôi đâu. Mặt vuông nhất không phải chê bai cổ, chẳng qua là rất nhiều gia đình không chỉ có hai bộ máy đúng không, 3-4 bộ cũng có nữa đúng không. Chắc chắn thêm bộ cũng không thiệt thòi gì. Cho nên là đi mua tivi mà, dĩ nhiên là phải đi mua chung với vợ tôi, giúp tôi chọn hay hơn. Bớt nói nhảm đi. Anh nói thẳng với mọi người là em bắt được anh ở nhà xem phim heo và tự sướng đi. Nói về tivi cái gì? Mày đặt đưa ra ví dụ thâm sâu để làm cái gì? Mọi người, tôi cũng nói thật, nếu đàn ông có thể ra ngoài chơi gái, sao phụ nữ lại không chứ? Có phải không hả? Điều quan trọng nhất chính là gì? Tiền của ảnh tức là tiền của tôi, và của tôi cũng là tiền của tôi. Ai không thể chịu thiệt được, có đúng không? Cô đang làm gì vậy? Nhặt cây gậy thôi. Diệt Thư từng nói, đời người chỉ có 10 năm ngắn ngủi, quan trọng nhất là thỏa mãn chính mình mà không phải lấy lòng người khác. Trương Tiểu Nhàn từng nói, người chồng tốt nhất là người chồng cho vợ con hưởng trọn vinh hoa phú quý. Người tình tốt nhất là phải có mặt ngay khi gọi, hơn nữa mỗi ngày đều đem tới sự bất ngờ. Tôi và chồng tôi đã cưới nhau 2 năm rồi, chúng tôi biết được cả hai người phải yêu nhau cả đời. Nhưng mà đời người dài đằng đẵng, chúng ta cũng có thể ra ngoài yêu người khác. Tôi rất yêu vợ tôi, chỉ cần cô ấy thích làm, tôi đều sẽ ủng hộ. Chào mọi người, tôi tự nhủ bản thân không giỏi chuyện ăn nói, cho nên hy vọng mọi người cho phép tôi dùng lời thoại bài hát dưới đây để thể hiện tâm tư tình cảm của tôi nha. Muốn hình dung bản thân tôi,
tôi sẽ nói: thật ra trời sinh loài người thích chơi bời, không có sự kiềm chế, chỉ có nụ cười. Còn quan điểm của tôi bấy lâu á, đều là tôi sợ yêu. Đồng thời tôi cũng sợ không có được tình yêu. Nhưng mà dù thế nào á, kết quả cuối cùng cũng là có lẽ trời sinh tôi đa tình cho nên mới bị tình yêu đùa giỡn đến vậy luôn đó. Nhưng mà tôi rất là may mắn có được một người vợ rất là vĩ đại đó. Cổ bấy lâu nay đều mang cho tôi sự khích lệ vô hạn. Cũng giống như là lần này, tôi nói muốn đổi vợ, cổ không cần suy nghĩ thì lập tức đồng ý ngay. Rất là tuyệt vời đó. Quý hiếm nhất chính là giữa hai chúng tôi có thể thành thật với nhau. Bởi vì tôi tin là thà rằng cả đời không nói chuyện, cũng không muốn nói dối gạt em. Tại sao muốn đổi vợ còn phải nói à? Thật ra chồng tôi đã không ổn từ rất lâu rồi. Hả? Mọi người nhìn thấy tôi đói khát thế này cũng hiểu rồi đó. Tại do cổ ăn nhiều thôi, mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, cho nên tôi mới dẫn cổ tới đó. Tôi ổn mà, tôi ổn thật đó, không tin thì thử xem. Hả? Xong rồi, nghe xong phần tự giới thiệu của mọi người, vở kịch bắt đầu công chiếu. Hành động ghép đôi chính thức được bắt đầu. Bây giờ trên tay mỗi vị khách mời nữ là một ổ khóa. Lát nữa mấy vị khách mời nam bóc ra một chìa khóa từ trong thùng này, xem có thể mở được ổ khóa của vị khách mời nữ nào thì cổ chính là người bạn đời tối nay của bạn. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Xong rồi, sẵn sàng hết rồi thì bắt đầu thôi. Để tôi trước. Dứt khoát. Chọn tôi đi, chọn tôi đi. Trời đi lẹ đi, chọn tôi đi hả? Tôi có thể mở ổ khóa của cô được không? Anh có lòng tin chắc chắn mở được sao? Tôi nghĩ nếu tôi không mở được thì cô cũng theo tôi đi thôi. Theo quy tắc cũng phải thử thôi. Được thôi. Tôi đã nói là hai chúng ta có duyên rồi mà. Trương Ái Linh từng nói, trên thế gian này luôn có một người chờ bạn. Cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, cho dù bạn ở bất kỳ nơi nào, tóm lại bạn biết rằng có một người như vậy. Trần Dịch Tấn đã từng hát rằng: thử hỏi thế gian không có đôi, lại khiến hôm qua ngày mai đều sáng lên. Nhất định trả lời bạn không có đôi, thì rất cảm kích lại có một đôi ta. Ê, vợ ơi, chiếc khóa này không biết có phế không, không mở được ai hết. Có chuyện gì vậy? Ê, ổ khóa này của ai vậy? Mở được rồi. Trời ơi, sao mở ổ khóa của em vậy? MC ơi, MC. Nè chị gái à, chị có dặn dò gì sao? Tự nhiên anh mở cái ổ khóa của tôi rồi, tôi muốn đổi ổ khóa. Thực sự là rất tiếc, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Điều này chứng minh rằng chị và chồng của chị rất là có duyên phận với nhau. Như vậy đi, lần sau ưu đãi 10%. Không được, không được. Bây giờ tôi rất là muốn cậu làm một lần với tôi đi. Không được đâu, vậy anh tính sao đây? Tha cho tôi đi. Ba bê đó chồng ơi, không lỗ đâu. Ba bê, chưa thử qua luôn, không được. Tới rồi, tới rồi. Thật ngại quá, tất cả ổ khóa tôi đều không mở được. Có thể mở thử ổ khóa của cô không? Thích mở khóa vậy sao không đi làm thợ mở khóa đi? Có thấy chồng tôi không? Anh với vợ của tôi đi rồi. Alo, em đang ở đâu? Đang đón xe. Đón xe gì vậy? Sao lâu quá vậy? Đón taxi, sao vậy? Đang ở dưới nhà đứng đợi em hả? Không, anh vừa mới tan ca, đang ở dưới lầu công ty. Anh đi về trước đi, em về tới rồi gọi cho anh. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn. Tết Trung Thu vui vẻ nha. Cảm ơn bà chủ. Vũ ơi, Tết Trung Thu vui vẻ ha. Có chuyện gì vậy? Nè, ra đây ăn cơm đi, đón Trung Thu với em luôn. Thôi cảm ơn, anh tìm tôi đâu không có gì tốt cả. Ơi, đừng có nói vậy mà. Biết cả nhà của em đều ở Canada, không có người thân cô đơn lắm. Nè, ra đây đi, có bào ngư ăn nè. Bào ngư? Có bao nhiêu con? Hai con đó. Ăn một con tới một con, ăn thoải mái luôn.
Nè, ở đây nè. Có phải không vậy? Sao chỗ này khó tìm vậy? Ôi, người háo ăn như em cũng giỏi ha. Rủ ăn cơm á là không bao giờ thể hiện. Bào ngư đâu? Không phải ông bào ngư sao? Sao chưa lên món? Yên tâm đi, từ từ đã. Uống ly trà thông thả đã. Uống trà gì chứ? Em tới ăn bào ngư, không phải tới làm quà với anh. Làm bào ngư sẽ có cho em ăn thôi mà. Nhưng mà phải đợi đủ người đã. Đủ người? Đợi ai nữa à? Xin lỗi nha, tới trễ rồi. Ở đây khó đậu xe quá. Ơi, khó đậu thì tôi đậu giùm cho. Tôi thích nhất là đậu xe giùm người khác. Ơi, đứng lâu vậy mỏi chân lắm rồi. Nè, ngồi xuống đi. Nè Lệ à, sao ngày nào cô cũng đẹp hết vậy chứ? Tại sao nói nhiều mà không mỏi miệng vậy? Ơi, khô họng rồi, để uống trà đã. Nè, Trương Tiểu Nhàn từng nói, có những người trời định là để đợi người khác, có những người trời định là được người khác đợi. Tôi rất muốn làm người đợi cô đó. Tại sao lại kêu bọn họ tới? Hôm nay là trung thu mà. Một ngày mà mọi người cùng nhau ăn mừng, có nhiều người cùng ăn cơm sẽ náo nhiệt hơn. Chào cô. Lần trước chưa tự giới thiệu, tôi tên là Thế Kiệt. Tự mình ăn đi, em về trước. Nè bố, bố à. Bố à, đừng giận mà, lên ăn cơm chung đi mà. Không ăn mà, anh đi đi, sao này không muốn nhìn thấy anh nữa. Bào ngư đó, món mà em thích nhất luôn. Em không lên ăn á, người khác ăn mất con của em đó. Phải, em thừa nhận em tham ăn, cho nên mới bị tên khốn nhà anh lừa ra đây đó. Bây giờ em thề với đèn lửa, sau này không ăn đồ của anh nữa. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Không phải là em không muốn ăn bào ngư không? Không muốn ăn bào ngư thì ăn món khác, trên đó nhiều món mà. Đâu cần nói sau này không gặp anh nữa. Anh cút đi. Lần này anh thật lòng muốn mời em ăn bào ngư mà. Anh không có âm mưu gì khác đâu. Anh cút đi, anh cút đi. Vậy sao không gọi hai vợ chồng họ ra nữa? Thì hôm nay là trung thu mà, hẹn vợ người ta ra mà không hẹn luôn chồng thì kỳ dữ lắm. Cũng đâu có gì, thêm người thì thêm đôi đũa, người ta dễ ăn nói hơn mà. Nè vợ à, anh cũng hào phóng mà, ăn bào ngư đó còn muốn gì nữa. Hơn nữa anh cảm thấy chồng của Mang Lệ cũng rất là hợp với em đó. Ăn bữa cơm bồi dưỡng thêm tình cảm cũng có lỗ gì đâu bố à. Anh có biết bản thân mình đang nói gì không hả? Thì anh biết bản thân đang nói gì mà. Cả năm nay anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, anh thật sự không hợp với em. Ban đầu em nói muốn ly hôn với anh hoàn toàn không sai. Em xứng đáng để có được một người yêu thương em hơn. Cho nên là anh mới không ngừng để ý giùm cho em đó. Em hãy thử tiến tới với chồng người ta coi. Nếu hợp thì đi chơi, đi xem phim, đi ăn cơm để giải tỏa nỗi buồn có gì đâu chứ. Tại sao anh phải chạy theo ra đây? Dừng xe. Anh lại không chạy theo ra. Đi đi. Tối hôm đó anh không gọi một cuộc điện thoại nào cho em cả. Thực ra em rất hối hận. Tối đó phát đoạn clip của anh ra. Nếu không bao giờ em vẫn còn là vợ. Bỏ đi, em không muốn gặp lại anh nữa. Nè bố. Nè bố à. Nè bố à. À, làm ơn cho một nước ép cà rốt táo đi. Tôi thực sự không có cà rốt. Vậy giờ sao? Sao gì, uống món khác đi. Có dưa hấu, táo, cam, đào, lê nè. Tôi chỉ muốn uống nước ép cà rốt táo thôi. Tôi thực sự không có cà rốt mà đại ca. Uống cái khác sẽ chết sao? Nhưng cô có khi nào tìm chưa kỹ không?
tôi mở cửa để làm ăn mà. Anh tưởng tôi không thích anh, cố tình không bán cho anh à? Tôi không phải người như vậy. Tôi không có ý như vậy. Cô ăn cơm chưa? Liên quan gì tới anh? Tôi vẫn chưa ăn cơm. Anh không phải ăn cơm với vợ sao? Vợ tôi ăn chung với chồng cô. Tết Trung Thu một mình ăn mì ly rất đáng thương. Sao hả? Anh mời tôi ăn à? Được thôi. Ăn bào ngư nha. Không thành vấn đề. Sao hả? Có ngon không? Dĩ nhiên ngon rồi. Làm gì có ai mời người ta ăn bào ngư mà mặc cho tôi gọi đâu. Vậy cảm ơn nhiều nha ông chủ. Cô cũng ăn được nhiều ha. Xe tôi ở phía trước, tiễn cô về nha. Sớm vậy, ăn luôn đồ ngọt đi. Cô còn ăn được sao? Anh không biết con gái ăn đồ ngọt là dù mẫu tử thứ hai sao? Tôi biết phía trước cô quán đồ ngọt ngon lắm. Bạn cho mở đó. Bạn mở tin tưởng được hơn đó. Có pudding bánh quy không? Tôi rất thích ăn pudding bánh quy đó. Tôi nghĩ chắc là có. Thấy anh hào phóng mời tôi ăn bào ngư. Lát nữa tới lượt tôi, đừng giành với tôi nha. Cảm ơn nhiều nha. Lấy chân ra coi. Pudding bánh quy. Cái gì vậy? Sao nát bét hết rồi? Pudding bánh quy. Sao anh nói là bạn anh mở mà? Rõ ràng là có thù với anh rồi. Sao mà ăn đi. Tôi xem ra hình như không phải ở đây rồi. Chắc là tôi nhớ nhầm. Không phải chứ. Anh ăn luôn phần tôi đi. Tết ăn đồ ngọt lắm. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải ăn pudding bánh quy. Vậy cô muốn sao? Đi chỗ khác ăn. Quán này pudding bánh quy là ngon nhất đó. Vô nào. Quê, hai cái pudding bánh quy. Cảm ơn. Hai cái bánh quy. Ngồi đây đi. Ngồi đi. Từ chim sa chuyển đi vô đồ môn để ăn pudding bánh quy. Cô đúng là có động lực đó. Anh ăn thử là cũng đáng lắm. Có thật không đó? Ít ra còn đỡ hơn quán của bạn anh. Pudding bánh quy đây ha. Ngon quá. Ăn đi. Đâu phải có anh uống 24 vị đâu. Đại ca. Được thôi. Thế sao hả? Đúng là ngon thật đó. Nói tới ăn là tôi lúc nào cũng có uy tín cả. Chưa đủ đâu. Chưa đủ sao? Kêu tiếp đi. Vậy đi thôi. Không ăn tiếp sao? Đột nhiên tôi rất muốn ăn kem sầu riêng. Sao hả? Quán ngon nhất ở Tây Quan Hà. Còn đi Tây Quan Hà sao? Ở đây là đồ môn đó. Sợ vậy chứ, anh có xe mà. Cùng lắm tôi trả phí đường hầm cho. Vậy thì không cần đâu. Vậy thì ăn mau đi. Được. Thôi để tôi ăn giùm anh. Ăn gì mà chậm quá, đúng rồi. Có phải không vậy? Đóng cửa sớm vậy. Thực ra đã 2 giờ mấy rồi. Có cô mới ăn khỏe vậy thôi. Lần sau ghé lại đi. Bụng rỗng rất khó ngủ. Cô như vậy mà gọi là bụng rỗng sao? Thực ra tôi đâu có ăn gì nhiều đâu. Bụng cô có lỗ hổng hả? Anh Kiệt. Hân. Lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn. Sao cô lại trùng hợp đi qua đây? Má chồng của tôi và bạn bè chơi mặt trượt xuyên đêm. Tôi qua đây giúp má mua chè. Ai gọi đóng cửa rồi. Vậy này là... Tôi tên Bửu. Bạn gái của anh hả? Không phải. Không phải, tụi nó là bạn bình thường. Hôm nay mới làm quen thôi. Bạn bè ăn chè thôi mà. Phải đó. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tài xế đang đợi tôi. Lần sau nói chuyện tiếp ha. Bye bye. Bye. Ê, tôi nghĩ ra một quán mở xuyên đêm rồi. Đi thôi. Bửu à. Hả? Cô đợi tôi một chút. Hân à. Hân, sao lại không nghe điện thoại của anh vậy? Chồng tôi không thích anh gọi điện cho tôi. Anh còn rất yêu em mà. Xin lỗi nha, tôi yêu nhất là chồng của tôi. Buông tay ra đi, ở đây là ngoài đường đó. Anh làm cái gì vậy? Anh mặc kệ, tóm lại đêm nay phải nói cho rõ. Buông tay ra đi. Mau đi đi. Không sao chứ? Để tôi tiễn cô về. Nhìn bộ dạng anh vậy, hình như rất cần bồi dưỡng tâm lý đó. Ngồi trò chuyện vài câu với anh nha. Sao cô lại không uống? Tôi say rồi thì ai lái xe? Anh uống đi, không cần quan tâm tôi. Cô không hỏi tôi, người con gái lúc nãy là ai? Có quan hệ gì với tôi sao? Nhìn là biết bạn gái cũ của anh rồi. Không lẽ má anh? Anh cũng vậy nữa, biết rõ người ta đã đám cưới còn đi quấy rối người ta. Nếu là tôi thì tôi cũng tát anh rồi. Tôi thật sự rất yêu cũ. Nhưng mà cổ yêu tiền hơn là yêu tôi. Vậy thì anh nỗ lực kiếm tiền, đừng để cổ xem thường.
Cô có biết kiếm được 1 triệu, 10 triệu không khó, nhưng mà kiếm 100 triệu, 1 tỷ rất khó không? Chồng của cô vừa ra đời đã có mấy tỷ gia tài, tại sao thế giới lại không công bằng vậy? Hay là đổi góc nhìn khác để nghĩ, cho dù anh có 1 tỷ thì cô cũng tìm người có 10 tỷ thôi. Nếu như cô thực sự thích tiền hơn là thích anh kiếm được bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Nè, hay là vậy, anh yêu cổ quá thì cướp cổ lại đi. Cho dù cướp không được thì phải hạnh phúc gia đình cổ cũng được mà. Chuyện xấu như vậy tôi không làm được đâu. Đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu. Vậy còn cô, cô thích tiền hay là thích chồng của cô hả? Tôi cứ cảm thấy đàn ông có tiền thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà phụ nữ hư rồi mới có tiền. Anh cũng đừng có nói tới tất cả phụ nữ đều vậy. Vậy vợ anh sao? Vợ anh không yêu anh nữa à? Cô cũng thấy mà. Cô cảm thấy sao? Tôi cảm thấy anh không yêu vợ anh. Nếu không thì anh cũng không dắt cổ ra đổi vợ rồi. Tôi và vợ tôi đám cưới chưa được 2 năm thì tôi đã cảm thấy hôn nhân của chúng tôi thiếu đi tia lửa. Có một ngày cổ nói là muốn tham gia party đổi vợ, thì tôi nghĩ rằng nhìn thấy cổ và những người đàn ông khác liếc mắt đưa tình với nhau, tôi sẽ rất giận. Vậy tức là tình yêu tôi dành cho cổ vẫn còn. Nhưng mà tới cuối cùng tôi lại không có cảm giác gì hết. Tôi không đố kỵ gì hết. Tôi khẳng định là bản thân không còn yêu cổ nữa. Người anh yêu nhất là cô Hân đó. Sao cô lại không nhắc tới chồng cô? Tôi và anh ta, tôi cảm thấy hai người không hợp cho lắm. Anh đã nói ra được sự tồn tại của vấn đề rồi. Vậy cô còn yêu ảnh không? Có thể vài ba câu mà nói ra được thì đó không phải là yêu rồi. Sâu đậm lắm sao? Nếu như tôi và anh đều biết thế nào gọi là yêu thì tối nay chúng ta sẽ không đi chung với nhau lâu vậy rồi. Alo. À, được rồi. Chồng của cô đang chở vợ của tôi về nhà. Bọn họ đã đi đâu vậy? Động não một chút là biết thôi. Tôi tiễn cô. Anh muốn đi về thật sao? Cô còn muốn đi đâu? Tại sao vợ anh và chồng tôi có thể vui vẻ đến vậy, tôi và anh lại sầu đến vậy? Hay là hạ thấp ghế xuống cho thoải mái? Ghế bị hư rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vậy tôi qua nha. Qua đi. Anh đau quá, đau quá. Anh qua đây, anh qua đây. Cô chịu nổi không vậy? Được, anh qua đi, anh qua đi. Đợi tôi một chút. Không sao chứ hả? Không biết nữa. Xin lỗi nha, tôi đã uống dư một lon. Không sao, không sao, không sao. Anh ngồi lại kia trước đi. Vậy tôi lui về phía trước. Lui về trước đi. Lui về kia trước đi. Sao vậy? Bị kẹt rồi. Không phải chứ. Phải đó. Có được không? Tại sao lại như vậy chứ? Cô đụng trúng cái gì vậy? Xin lỗi nha, tôi đụng trúng cây cần số. Vậy mau rút ra đi. Đợi chút. Nè, cái này không phải cây cần số đâu. Xin lỗi, tôi rút nhầm. Nè, cô rút được không vậy? Cô lại bị kẹt nữa rồi. Cô lại rút nhầm cây cần số đó rồi. Bye bye. Bye bye. Nè, tôi có thể gọi cho cô không? Được thôi. Tôi hẹn cô ăn cơm tiếp nha. Được thôi. Bye bye. Bye bye. Lái xe cẩn thận nha. Nè, anh ở đây làm gì vậy? Giám sát em à? Anh tới để nói xin lỗi với em đó. Anh đứng đây cả tiếng rồi đó. Nhưng mà sao mà em đi chung với ảnh về vậy? Ai vậy? Chồng của Mang Lễ đó. Em nói không cần anh giới thiệu rồi mà. Bộ hai người đã làm gì rồi hả? Vậy anh và vợ của anh làm gì rồi hả? Anh và cổ đi hotel đó. Anh có bao giờ gạt em đâu. Vậy có phải phải cảm ơn anh đã thành thật với em không? Nè, em đừng né tránh vấn đề nha. Rốt cuộc hai người đi đâu vậy? Yên tâm, chúng tôi đêm nay không có đi hotel. Em và anh chỉ làm chấn động chiếc xe thôi. Mệt quá à. Anh cũng biết đó, cái không gian chật hẹp mà phải vận động kịch liệt như vậy rất vất vả. Đổ hết mồ hôi, phải về nhà tắm rửa mới được. Anh cũng về nhà ngủ sớm đi, anh cũng đã vận động kịch liệt mà. Em tự mình lên khám bác sĩ được rồi. Hả? Sao không cho anh đi chung? Kiểm tra định kỳ thôi, nhanh mà. Mất công anh đi lên đi xuống nữa.
Anh đi với em sẽ tốt hơn mà. Đã nói là không cần rồi, có nghe rõ người ta nói gì không? Ok ok, anh không đi, anh không đi nữa. Đừng có nóng giận, ảnh hưởng thai nhi không tốt đâu. Anh phiền quá à. Ở đây đợi em đi. Một tiếng sau. Đã kêu anh đứng ở dưới đợi em rồi, anh chạy lên đây làm cái gì vậy? Anh thấy em lâu như vậy chưa xuống, anh sợ là em có chuyện. Em làm sao có chuyện gì được chứ, đừng nói là anh không tin em nha. Không phải mà. Bác sĩ nói sao? Em bé vẫn ổn chứ? Anh chỉ quan tâm em bé thôi, đâu cần quan tâm em. Anh không phải ý này mà. Không nói chuyện với anh nữa, đi toilet. Em thực sự không biết làm sao nói chuyện em bé với ảnh nữa. Anh đổi tính rồi hả? Đi hotel xong thì đá tôi về, bây giờ thì giữ tôi lại uống rượu. Thì muốn tâm sự với cô thôi. Tôi không có tâm sự. Chồng cô có biết là chúng ta thân mật gì không? Sao vậy? Sợ ảnh tìm anh tính sổ hả? Vậy thì không sợ rồi. Nhưng mà chồng cô là một người như thế nào vậy chứ hả? Nhân phẩm của anh ra sao, anh có tốt không? Với lại anh có thói quen tật xấu gì không? Nhân phẩm chồng tôi tốt rồi, anh không hề nổi nóng. Dù có vấn đề to lớn xảy ra trước mặt ảnh thì anh cũng xem như là không có chuyện gì. Ảnh cũng rất lễ phép, có hiếu với trưởng bối, và cũng không phung phí tiền bạc, cũng không có để ai lo lắng. Còn nữa, thứ bảy nào anh cũng đi bán cờ hết. Hả? Thánh nhân sao? Hơi, cô nói chuyện nghe như chúng ta đã quen biết hơn chục năm vậy. Thanh mai trúc mã, mối tình đâu? Ảnh tốt như vậy á, sao cô còn ra đây vụng trộm? Diệu thư nói rằng yêu là một người, đám cưới lại là một người khác. Thật ra tôi muốn hỏi cô lâu lắm rồi, cô không cướp con nối vàng của người ta thì có phải sẽ căm hôn? Gì chứ, giờ anh chê tôi hả? Ơi, không phải, cô còn chưa nói xong chồng của cô lợi hại như thế nào mà, từ từ nói đi. Anh muốn biết chuyện của ảnh thì anh hẹn ảnh ra từ từ mà nói đi. Nè, tôi đưa anh số điện thoại của ảnh. Vậy thì hơi nhanh rồi. Hay là tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi từ từ nói ha. Xin lỗi nha, tôi đã hẹn với chồng tôi rồi. Ơi đừng mà Lễ, tối nay không ai ăn cơm với tôi hết. Anh có vợ mà. Tôi với cổ gây lộn rồi. Thì ra đi hotel xong thì hẹn tôi uống rượu, thì sẽ là tìm tôi làm người thay thế. Lễ à, cô nghe tôi nói, hay là vậy đi, cô từ chối chồng cô đi, chúng ta đi đảo Nam Á ăn hải sản. Tôi đẩy anh xuống biển thì có. Anh phân rõ đi, tôi có chồng rồi. Hôm nay là sinh nhật của ảnh, tôi phải về chúc mừng ảnh. Cáo từ nha. Lễ à. Nè Lễ à. Ơi, sinh nhật của chồng mà còn đi hotel với người khác được, đây gọi là chân ái hả? Alo, Bố à? Ở đâu vậy? Ở cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ nè. Sao ồn quá vậy? Ồn lắm hả? Bọn họ đang thi đấu ca hát. Em không thích hả? Để anh kêu bọn họ im lặng. Ăn cơm chưa? Chưa nữa. Sao hả? Cho đi ăn cơm đi. Được đó, ăn cơm được đó. Ở đâu mấy giờ vậy? Ở đây nè. Bố ơi, anh nghe em hẹn anh đi ăn cơm thì lập tức anh phi xe qua đây, còn vượt hai lần đèn đỏ nữa đó. Có cần hưng phấn vậy không? Hẹn anh ăn bữa cơm thôi mà. Sao không hưng phấn chứ? Hiếm khi em không giận anh mà còn hẹn anh đi ăn cơm nữa. Em biết không, hôm nay anh thật sự rất vui đó. Vậy à? Em lựa chỗ này rất là đẹp luôn đó. Ánh đèn cũng rất là tình tứ nữa. Còn nữa nha, tại sao ngày nào em cũng xinh đẹp quá vậy? Em đói bụng chưa? Để anh gọi món giùm em ha. Phục vụ à, làm ơn. Ê, đợi đã. Gì vậy? Còn chưa đủ người mà. Chưa đủ người hả? Còn ai nữa chứ? Xin lỗi nha, tới trễ rồi. Ở đây rất khó đậu xe. Khó đậu xe thì lần sau đừng lái xe. Tôi thích nhất là đi rước người. Không phải em chỉ hẹn anh ăn cơm thôi sao? Thì học anh mà. Em hẹn chồng người ta ra mà không hẹn luôn vợ người ta thì không tốt. Hơn nữa món tây ở đây rất nhiều, ăn không hết anh có thể gói món về. Anh thân với vợ người ta như vậy không làm anh buồn đâu. Sao anh nói không có ai ăn cơm với anh mà? Thì tôi có vợ, dĩ nhiên phải ăn cơm với vợ rồi hả? Tôi thì có chồng ăn cơm với tôi rồi. Hôm nay là sinh nhật anh Kiệt, chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho ảnh đi. Bố à, cảm ơn cô đã giúp tôi chọn một nơi đẹp như vậy. Tôi suy nghĩ lâu lắm rồi, không gian ở đây cũng đẹp. Cũng bình thường thôi. Bố không đóng tiền điện hả? Tối ôm à, lỡ ăn trúng con gián thì sao đây? Mà kệ ảnh đi, anh đói bụng thì nói chuyện khó nghe. Ê chồng ơi, anh nhìn đi, bọn họ nhìn quen quá trời. Nè, bọn họ là bốn người lần trước tham gia bạc ti đổi vợ đó. Phải hả, trùng hợp vậy ăn cơm hả? Có đúng không? Chúng tôi cũng vậy nè. Vậy là quá tốt rồi, hẹn nhau chỉ bằng ngẫu nhiên gặp, cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Vậy được, mọi người không ngại chứ? Ngại.
Vợ ơi, đừng cười thô lỗ quá. Xin lỗi nha, tôi thực sự không nhịn được. Em cười cái gì vậy chứ? Cười cũng không cho là sao? Cho. Tôi rất bái phục mọi người cùng nhau hẹn ra ăn cơm. Có lẽ đây chính là cùng bàn ăn cơm bạn đang đi chơi. Chúng tôi cùng nhau ra thi đấu xong tự kiểm điểm không được à? Thi đấu xong tự kiểm điểm? Nè, bắt đầu chưa vậy? Chúng tôi có bỏ qua đoạn nào quan trọng không? Anh Hên đó, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng tôi ra đây chơi trao đổi vợ hoặc là chồng, thi đấu xong tự kiểm điểm mới là quan trọng nhất. Mọi người nhất định phải chia sẻ kinh nghiệm thì mới giúp được mọi người duy trì tương lai. Anh nói lâu như vậy hay là nói trọng điểm đi. Anh cảm thấy vợ anh dễ sáp hay là vợ anh dễ sáp hơn hả? Thưa bà chị xem người ta là Lego hả? Nhưng mà vậy, nếu thực sự phải chọn á, dĩ nhiên tôi sẽ chọn cô Lệ rồi. Cho dù tính hiếu kỳ của cổ hay là dục vọng, vẫn là tinh thần mạo hiểm. Xin lỗi nha vợ, em thua cho Lệ cả chặng đường rồi đó. Cô này ơi, có muốn khiếu nại gì không? Chồng cô và anh, ai làm cho cô no nê hơn? Vậy Thành đừng nói tới họ giống như cơm xá xíu vậy. Nhưng nói tới dễ bỏ vô miệng. Từ lúc đi chung với anh Kiệt thì mới biết chồng ơi thì ra anh dở như vậy. Cho dù là sức chịu đựng hay là về mặt kiên giác thì anh thực sự không bằng anh Kiệt rồi. Chồng ơi, anh đâu phải không biết bản thân anh có biệt danh gọi là Bill Gates Hồng Kông. Nè, có nghĩa là gì vậy? Công ty của Bill Gates tên gì? Phần mềm Microsoft. Bingo. Mấy cái chuyện bất lực như vậy á, không phải không có cách cứu vớt. Điều quan trọng là phải làm cho rõ phần mềm thật hay phần mềm giả. Đây cũng phải xem tâm trạng và đối thủ chứ. Anh hiểu mà. Tôi không có vấn đề này. Nói về trận chiến là bây giờ một đối một quề nhau. Trận đấu thứ hai, phản kích đi. Tôi và cô Lệ thử qua một ngày một đêm chưa rời khỏi hotel rồi. Sau đó ngày thứ hai, cổ nói từ đó về sau có hai thứ cổ sẽ không ăn nữa. Một là hot dog, hai là bánh mì xúc xích. Một ngày một đêm anh đều ở chung một nơi à? Chồng ơi, anh nhàm chán quá à. Em và anh Kiệt thì thích nhất đi những nơi mới mẻ hấp dẫn. Chấn động xe thì chơi chán rồi. Hấp dẫn nhất là cái lần tôi qua nhà bạn ảnh ăn tân gia. Chúng tôi cũng 4 lần, ngay cả bạn ảnh cũng không biết luôn. Lợi hại chưa? Cô Lệ rất là thích chơi kiểm soát mê hoặc. Sở trường đóng phim của cổ hả? Bao gồm thư ký, tiếp viên, dạy tá. Phim nội tâm nhất của cổ chắc là đóng giả khách nữ đó. Kiểm soát cũng bình thường thôi. Anh Kiệt rất thích tặng những nội y sexy cho tôi. Anh Kiệt rất có phẩm chất. Mặc vào để chơi đúng là rất có tình ý đó. Đủ rồi nha. Em và chồng người ta còn gì chưa chơi qua nữa. Không ngại thì nói ra hết luôn đi. Và những gì chăm đảm của anh cũng không ít thôi. Đừng có che giấu nói cái này không nói cái kia. Em còn dám nói như vậy nữa hả? Hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi còn chưa chơi hưng phấn vậy đó. Bây giờ sao? Phần thưởng mới tặng nhiều hơn chứ gì? Em như thế đàn ông nào đê tiện như anh, dụng trời mà còn kể luôn tung. Anh không nhục em cũng nhục đó. Vậy chứ lúc đầu thì ai giả vờ thanh cao? Em không chịu đâu. Bây giờ người chơi nhiều kiểu nhất là em đó. Anh nói em khôn ngoan vô vậy mà, cho em tìm ai đó chơi thử đi. Sao hả? Bây giờ thì không vô tới vợ mình chơi với người khác à? Hối hận rồi à? Phải đó, anh hối hận rồi. Anh hối hận gì đã kêu vợ anh đến giường người khác. Anh chỉ giỡn thôi mà. Anh làm gì hối hận chứ. Có câu nói á, ra ngoài chơi dự là sẽ bị chọn rồi. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là chơi vui. Nè Kiệt à, ngực anh có rung không vậy? Thì ra là không hả? Tôi có. Cổ có biết xoay nữa. Nè, hôm nay rất là vui đó. Ăn cơm chung với mọi người, học hỏi được không ít. Tôi và vợ tôi có chút chuyện. Lần sau nói tiếp, bye bye. Đổi vợ không thích hợp với chúng ta rồi. Chúng ta là kim đồng ngọc nữ mà. Sao anh chịu em lên giường với người khác chứ? Em cũng vậy mà chồng, chúng ta là kim đồng ngọc nữ, không chơi những thứ này. Chồng ơi, sao đây? Em cũng muốn. Vậy giờ sao? Về nhà lập tức làm đi. Vậy không ngồi tàu điện nữa, ngồi taxi. Đừng tới đi thôi. Tôi về trước nha. Anh tiễn em. Anh có vợ, anh tiễn vợ anh đi. Bố ơi, xong hết rồi. Còn gì dặn dò không? Đêm nay cả người anh dành cho em. Em làm gì thì làm. Nè, đã kêu anh đừng theo em về rồi. Cản trở em làm ăn, phiền chết đi được. Bây giờ em cũng đâu có người. Thỉnh thoảng anh tới xem thử thôi mà. Bố à, nơi này em làm cũng ổn đó. Có danh có tiếng. Có định làm mở thêm chi nhánh không? Anh nhất định sẽ ủng hộ em. Anh còn một cửa tiệm. Anh không thu tiền thuê của em à? Chuyện này sau này nói tiếp đi. Nè, phía sau anh giúp em dọn dẹp sạch sẽ hết trơn rồi. Không còn một cái thùng nào hết luôn á. Có thấy anh nhanh tay chưa hả? Cái gì mà không còn thùng nào? Không có. Sao hẻm còn 4 thùng nho kia? Ô hô đó, khách hàng phải tới lấy đó. Anh rất nhẹ mà. Anh cũng phải chứ, tiêu rồi. Không biết có bị người đổ rác đổ đi mất chưa.
Nè bà ơi, bà cần gì vậy? Có cái này hay là dưa hấu hả? Ờ, muốn mua dưa hấu hả? 32 đô một trái. Asia trái thơm. Trái thơm hả? Ờ, trái thơm. Ờ, không có thơm rồi. Ờ, ăn đỡ dưa hấu đi ha. À, bò này là oli sa mà là. Ờ, bà ơi, con thật sự không hiểu bà đang nói gì hết. Bà nói tiếng Quảng Đông đi. Cũng hên là bà dọn rác chưa đổ rác đó. Xém chút bị anh Hải chết rồi. Cô Hồng. Tiểu Bửu. Lâu rồi không gặp, cô về từ hồi nào? Con khỏe không? Cô về nước mười mấy ngày rồi. Cô sống ở New Zealand có quen không? Tất nhiên không quen rồi. Gặp Tây nhiều hơn gặp ta nữa. Ngày nào cũng ở trong nhà chán như con gián vậy. Nếu không phải vậy thì sao mấy chục tuổi rồi còn bỏ nhà đi bụi như vậy? Sao con trai cô lại nỡ để cô về đây vậy? Cô nói với nó là nếu như không muốn làm dỗ sớm thì phải để cho cô về Hồng Kông. Con coi nè, vừa về Cửu Long Thành á, ôi cái mùi thơm trái cây. Thơm ha. Thơm, cả người như phấn chấn lên luôn. À, nè, năm ngoái còn đám cưới, cô không có rảnh về ăn cưới. Bây giờ cô cho con phong lì xì nha. Nè, chút lòng thành thôi, mấy bữa nữa cô mua dây chuyền vàng cho con ha. Không cần đâu. Cần chứ, cô chăm con từ nhỏ tới lớn, chút lòng thành thôi, đại cát đại lợi được không? Không cần đâu cô, con ly dị rồi. Ly dị? Ừ. Cô biết ngay mấy đứa con gái thời nay còn ham chơi quá mà. Nè, cậu ta là ai? Ảnh chính là chồng cũ của con đó cô. Nè, qua đây coi. Hai. Ảnh tên Ryan. Người xấu. Tên cũng xấu hơn người ta nữa. Chắc là cậu đi bồ bịch chứ gì. Cậu cũng bồ bịch nữa mà. Nó bồ bịch là đúng rồi. Cái này gọi là trả thù đó. Cậu không đi bồ bịch, nó kiếm người khác làm gì chứ. Nè, Hồng Kông có chỗ nào có trai đẹp không vậy? Mấy chuyện này để nói qua điện thoại đi. Hả, vậy hả? Thật ra cậu còn thích Tiểu Bủ hay không hả? Cũng còn thích, nhưng mà phải coi cô ấy ra làm sao. Bủ à, thật ra vợ chồng cãi nhau cũng giống như trời mưa vậy đó. Cơn mưa qua đi trời lại sáng, không còn chuyện gì nữa. Nếu như may mắn thì sẽ được nhìn thấy cầu vồng nữa. Không hiểu lắm, bà có thể nói rõ hơn chút không? Cái thằng này giờ tôi đang chữa chết cho cậu đó. Khờ quá trời khờ. Con hiểu mà, con hiểu mà. Cô Hồng, bữa sau mời cô uống trà nha. Được. À, Bú à, giờ con cũng ly dị rồi, nên là phong lì xì này á để cô đem về ha. Cô đi đánh bài tay. Tạm biệt nha, tạm biệt. Thắng nhiều vô nha. Được rồi. Người xấu. Bả là ai vậy? Không rành tiếng Hoa cũng không biết tiếng Anh gì hết rồi. Ê, ăn hết đồ của em rồi. Anh kỳ quá vậy. Em rửa chén luôn ha. Ôi, anh đã chịu đi chưa vậy? Em buồn ngủ quá. Không phải đâu. Không dọn thì thôi, dọn cái hết cả hồn luôn. Em nhìn chỗ này nè, bị dột rồi đó. Nhưng mà em đừng có lo, anh xử lý giùm cho em luôn. Nè, coi chừng đó. Còn nữa, em có biết lúc nãy anh nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh không? Thấy cái gì? Con chuột bự cỡ này nè. Trời ơi, hết cả hồn luôn đó. Đàn ông đàn an nhìn thấy con chuột bự cỡ này cũng sợ nữa. Con rắn bự cỡ này mới sợ nè. Ở đằng sau em luôn kìa. Cứu em với, cứu em với. Giết nó đi, nhìn lên đi, em sợ quá. Không cần phải sợ đâu ha. Có anh ở đây em an toàn lắm mà, yên tâm đi. Nhìn lên đi, có dán kìa. Ở đâu vậy? Ở đó. Chuột kìa. Có chuột. Có dán. Dán kìa. Em sợ quá, giết chết nó đi. Có chuột kìa. Bố ơi, em đừng la nữa, càng la càng sợ thiệt đó. Im lặng đi. Bố à, em muốn biết mình có giảm cân được chưa. Không cần phải leo lên đâu, có một thứ gọi là cân mà. Hai người trẻ vậy con tới đây làm gì vậy? Coi thử hai người có cần mua một cái cân không. Nhưng mà trẻ vậy rồi không kiếm được cân lắm. Có sao đâu, giờ chúng ta đi kiếm đi ha. Được rồi, đi. Anh về trước. Vợ à,
cả năm trời rồi không hôn. Em hôn giỏi hơn đó. Như nhau thôi mà. Anh mới gọi em là vợ, sao em không kêu dừng lại? Vậy sao? Cảm ơn. Kể từ hôm Ryan rời khỏi cửa hàng, tôi không còn gặp lại ảnh nữa. Xin lỗi nha, bây giờ tôi không rảnh nghe điện thoại. Vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sớm. Này anh đã đi đâu vậy? Mau gọi lại cho em đi. Vợ đang rất lo lắng cho anh. Lúc trước đã quen với những ngày bị Ryan làm phiền, đột nhiên anh không tới làm phiền nữa, thì tôi lại cảm thấy lạ lẫm. Dạo này Thế Kiệt hay hẹn tôi đi chơi, thật ra khi tôi ở bên cạnh ảnh cũng rất thoải mái. Tôi đã luôn muốn nói ảnh nghe, thật ra tôi đã ly dị rồi, nhưng mà mỗi lần muốn mở miệng tôi lại không có can đảm. Bà chủ, mấy trái táo để đâu vậy? Táo hả? Táo chưa có băng hết, để vô trọng trước đi. Hả? Lại bỏ lại vô trọng hả? Đúng đó, tôi đang hẹn hò với ảnh đó. Tôi không còn thích anh nữa. Phải, anh rất tốt, tôi cảm thấy anh nó quá tốt. Còn tôi không tốt đâu. Tôi hẹn hò chỉ là để có người đi chung mà thôi. Có người thương mình, anh quá tốt với tôi. Tôi cảm thấy rất áp lực, đúng là ảnh rất dẻo miệng. Sẽ có ngày tôi đá ảnh. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng vui hơn khi ở bên cạnh anh. Cô chắc chắn sẽ hối hận bà Tám. Anh buông ra, khi nào tan làm tôi gọi anh. Bà chủ, em đi trễ, em đi vô làm việc trước nha. Ờ. Bà chủ, nếu là chị á thì chị chọn ai hả? Em thì sao? Em hả? Em từ xưa giờ chưa bị ai giành giật bao giờ. Điều chỉ nói em, chị thì sao? Chị sẽ chọn người đối xử tốt với chị, hay là một người khiến chị vui vẻ cả ngày hả? Khỏi đưa tôi về, tôi tự mình lên trễ được rồi. Bố à. Ừ? Ngày mai cô rảnh không? Có chứ. Sao vậy? Ai lại kiếm được món gì ngon nữa hả? Ngày mai tôi qua trước cô nha. Ăn gì vậy? Tới lúc đó sẽ biết. Bí ẩn vậy. Anh bí ẩn vậy thì đã rủ tôi tới ăn cưới. Ai đám cưới vậy? Anh hai tôi. Anh hai anh? Anh hai anh đám cưới sao kêu tôi tới đây? Ôi, lát nữa nhìn thấy vợ anh phải làm sao đây? Với lại anh giới thiệu tôi với người nhà anh kiểu gì đây? Anh đừng có hù tôi nha. Em trai à, em làm gì vậy? Sao tới trễ quá vậy? Anh hai của tôi tên là Quy. Nó hay nhắc tới cô lắm đó. Nhắc cái gì vậy? Thì nó nói bạn gái em rất xinh đẹp, nhất định phải giới thiệu cho anh. Bạn gái anh? Anh nói tôi là bạn gái anh hả? Nè, mọi người làm gì ở đây vậy? Vợ của anh tới rồi, hai người họ đã cưới nhau lâu lắm rồi. Cô nói gì vậy? Phải rồi anh hai anh ba, sao nói chuyện gì mà không rủ em? Cô gọi hai anh là gì? Người này là anh hai của tôi, người này là anh ba của tôi. Nè anh ba, anh chưa nói với cổ hả? Nói cái gì? Tạm thời gác lại chuyện này trước đi. Giờ lại nổi giận nữa rồi, cũng không chịu thay đồ đó. Anh vô trong coi cổ bị sao đi. Cổ lại nổi điên gì nữa vậy? Anh hai, anh với em Út vô trọng trước đi. Lát nữa sẽ cho cổ một trận. Đừng nói vậy mà, vô trọng coi cổ làm sao đi. Anh có gì muốn giải thích không? Tại sao giờ anh lại biến thành em gái anh vậy? Ngay từ đầu nó vẫn luôn là em gái của tôi. Anh ba, chỗ này có nhiều trai đẹp quá nè, anh có nhìn trúng cô nào không hả? Anh chỉ đi chung với em thôi, lát nữa anh phải đi rồi. Anh ba, cái anh đối diện đó hợp ý của em quá, giờ né cũng xứng với anh lắm. Tấn công đi. Hôm nay tôi dẫn cô tới gặp người nhà tôi chính là để giải thích rõ ràng cho cô biết. Tôi không ngại cô đã kết hôn, bởi vì Ryan không xứng với cô. Mặc dù anh ta đã chia tay em gái tôi. Ryan và em gái anh chia tay rồi? Anh ta không nói cô biết sao? Chúng tôi không gặp lâu lắm rồi. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu với cô. Họ tử tế lắm. Bố à, trùng hợp quá vậy. Anh đi đâu vậy? Em không kiếm được anh. Anh đã đi du lịch đó. Sao vậy? Nhớ anh lắm hả? Tại sao anh lại ở đây? Anh cũng nhớ tôi nữa hả? Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không nhớ anh. Hình như đàn trai đâu có mời anh. Không phải đàn trai thì là đàn gái thôi. Không lẽ tôi tới để đàn điếm? Ơi, lần nào gặp anh ta anh cũng mắc tiểu hết. Lát nữa chúng ta nói sau ha. Tạm biệt. Chúng ta vô trong thôi. Tôi biết cô thấy chán lắm nên cố tình qua đây ngồi với cô. Sắc mặt của cô không được tốt, tôi thấy cô không khỏe. Thật ra tôi làm đám cưới ở đây. Vậy tốt rồi, không gian chỗ này tốt lắm. Cũng tạm được. Lúc nãy cô không ăn được gì,
tôi cố tình lấy cho cô đó. Có dễ thương không? Ừ. Ăn đi. Tôi với vợ tôi cưới nhau chưa tới 2 năm, nhưng đã cảm thấy hôn nhân của chúng tôi thiếu đi màu sắc. Tôi chắc chắn mình đã không còn yêu cô nữa. Tại sao giờ anh lại biến thành em gái anh vậy? Ngay từ đầu nó vẫn luôn là em gái của tôi. Vậy anh với vợ anh đã làm chuyện gì? Anh đã đi nhà nghỉ với cổ. Anh chưa bao giờ gạt em mà. Anh chưa bao giờ gạt em mà. Xin chào mọi người, tôi là Bob nè. Không ngờ lại gặp tôi nữa chứ gì. Thật không ngờ lại là chỗ này luôn nè. Xin chào mọi người đến tham dự hôn lễ của Jackson và Ritty. Hôm nay chính là một ngày bước vào lễ đường rất 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 quan trọng của hai người bọn họ. Chúng tôi lại tổng hợp một đoạn phim từ lúc còn nhỏ xíu đến khi trưởng thành của họ cho mọi người thưởng thức đó nha. Đừng nói tôi không nhắc nhở mọi người trước. Nội dung trong đoạn phim vẫn là rất bí mật, vẫn là chưa từng được công khai luôn. Coi xong đoạn phim được ăn gì cá đó nghe. Lần nào cũng chiếu ba cái thứ này hết. Có chuyện gì vậy? Lý tưởng của mình chuyến này không xong. Chào mọi người, tôi tên là Quy. Cảm ơn mọi người đã tới dự hôn lễ của tôi. Nhưng mà rất đáng tiếc, tôi phải tuyên bố với mọi người hôn lễ đã bị hủy. Bởi vì tôi đã quyết chính thức ly hôn với vợ tôi, Tô Lệ Trân. Cô ấy đã cấm sừng tôi, lại còn mang thai với người ta. Điều đáng buồn cười nhất là hôm nay tình nhân của cô ấy cũng tới. Tình nhân cũng tới, để coi lại. Tình nhân của cô ấy là ai? Chính là Ryan Wong. Lại hả? Lại là tôi hả? Ryan Wong, anh bước ra đây cho tôi. Anh làm cái gì vậy? Em phải tự biết chứ. Nè, tôi ngoại tình với vợ anh khi nào chứ? Anh còn chối hả? Cái thai trong bụng của vợ tôi là con của anh. Tôi không rảnh điên chung với anh đâu. Đồ khốn. Dám dụ dỗ vợ tôi hả? Tôi dụ dỗ vợ anh khi nào chứ? Nè, anh làm gì vậy? Nè, tránh đi. Anh hai đừng đánh nữa. Chị Trân xỉu luôn kìa. Tôi không có. Anh có nghe không, vợ của anh xỉu rồi còn đánh nữa. Trân à, Trân. Anh có sao không vậy? Có chứ. Anh bị thương có nặng không? Cái mặt anh có bị trầy không vậy? Đau lắm hả? Đau chứ. Em có đem gương không vậy? Còn đẹp trai lắm, được chưa? Thật hả? Anh kiếm ăn nhờ cái mặt, tất nhiên là phải sợ chứ. Sao bác sĩ nói cái thai đã bị sảy từ 1 tháng trước? Nè, áo của tôi mắc lắm đó. Xin lỗi, hai người còn chuyện gì giấu tôi không vậy? Anh muốn biết thật sao? Ờ. Vậy thì mời chúng tôi đi uống nước đi. 1 tháng trước, có một hôm tôi và Trân đi gặp khách hàng. Sau này mấy chuyện đi họp cô tự đi là được rồi. Tôi giao hết việc kinh doanh cho cô rồi đó. Tôi rất là bận luôn. Ông chủ à, 1 tháng anh về công ty được mấy lần vậy hả? Anh bận cái gì chứ? Tôi có nói tôi bận gì công ty hả? Với lại á, sao hôm nay sắc mặt cô khó coi quá vậy? Nè, cô không sao chứ? Y tá à, bạn tôi Tô Lệ Trân sao rồi? Cổ vô trỏng lâu lắm rồi đó. Bạn của anh bị sảy thai rồi. Khi mà tôi nghe được tin Trân bị sảy thai, tôi kêu cổ mau gọi điện thoại nói cho anh nghe. Nhưng mà cổ lại kêu tôi phải giữ bí mật này đó. Anh sẽ qua đón em, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đáng lẽ Trân đã gửi đơn từ chức cho tôi rồi. Nhưng mà sau khi bị sảy thai á, cổ hỏi tôi có thể cho cổ rút lại đơn không. Tôi tất nhiên hoan nghênh cổ. Trân thật sự làm được việc lắm. Anh đang đợi em dưới lầu hả? Không có, anh mới tan làm, giờ đang ở dưới lầu công ty. Khi nào em về em gọi cho anh. Bộ cô vẫn chưa giảng hòa với bạn trai cô hả? Tính của anh cứng đầu như vậy, nói làm sao với anh đây chứ? Anh ta vẫn còn tưởng tôi đang theo đuổi cô hả? Cô không nói anh ta là loại người như cô không vừa mắt tôi sao? Cô là con gái chú bác của tôi mà. Tôi không hốt người nhà đâu. Tôi đúng là có nói qua mấy câu này với anh rồi. Nhưng mà ông chủ à, hình tượng của anh tệ hại như vậy, thực sự không có thuyết phục cho lắm. Cô có tin là tôi đuổi gì cô luôn không? Cô đó cũng sắp kết hôn rồi mà. Làm ơn đi, nghĩ thoáng chút. Đạo nghĩa vợ chồng quan trọng là cái gì? Thẳng thắn, quan tâm, khoan dung. Ông chủ anh nói đạo lý giữ gìn hôn nhân giỏi như vậy, nhưng hình như anh vừa mới ly dị mà. Vợ của anh đâu rồi hả? Cô nghĩ là vợ tôi còn thích tôi hay không hả? Tôi nghĩ là không thích đâu. Tạm biệt. Cô Tô, mặc dù lần trước cô bị sảy thai, nhưng mà với tình trạng sức khỏe của cô vẫn có thể mang thai lại lần nữa. Cô phải giữ sức khỏe nha. Bác sĩ nói sao? Em bé vẫn ổn chứ? Anh chỉ quan tâm em bé thôi, đâu có quan tâm tới em. Alo. Trân à, tôi đang cần hợp đồng ký với anh Trần, cô để đâu vậy? Alo.
cô đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về nữa? Tôi không biết phải nói sao với anh về chuyện em bé nữa. Tất cả là tại tôi. Trần không có dám nói với anh. Cô nói là không còn đứa con, sợ anh không lấy cổ. Sao có thể? Tôi rất là yêu cổ mà. Nhảm nhí. Anh nói tôi nghe có tác dụng gì? Anh nói tôi coi như là không nói. Nói cổ nghe mới là nói chứ. Trần sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Nhiều khi có những chuyện không thử thì sao biết không được. Vợ của tôi nói đúng lắm đó. Nè vợ à, cạn ly ha. Trần à. Ông chủ. Cô đã đỡ nhiều chưa? Tôi không sao. Còn anh có sao không vậy? Chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh Quy bị xỉn đó, anh không cố ý đâu, anh đừng để bụng nha. Kệ đi, anh ta lo cho cô thôi. Nếu lo cho tôi thì lúc nãy đâu có làm mấy chuyện này. Sao này tôi không dám ra đường luôn quá. Đám cưới vui vẻ là được rồi, tự nhiên đây làm mấy cái trò nhảm nhí. Hại người hại mình, không biết anh đi bắt chước người nào nữa. Nè thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Có một người muốn gặp cô đó. Đúng vậy, anh vô đi. Đi vô đi. Đàn ông mà sợ cái gì chứ. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, đi đi. Anh biết lỗi rồi, em đừng có giận nữa. Tha lỗi cho anh đi ha. Từ nhỏ tới lớn em chỉ đợi tới ngày hôm nay thôi. Anh phá hỏng hết rồi, có vui chưa hả? Anh đi đi. Mình làm đám cưới lại đi. Lần sau làm náo nhiệt hơn, mời bạn bè tới. Tổ chức càng lớn càng tốt. Ủa em cần anh cưới sao? Bây giờ em không chịu nổi cái tính hài quạo của anh nữa rồi, anh đi đi. Anh không đi, em nhất định phải gả cho anh thêm một lần nữa. Đông người lắm đó, anh làm cái gì vậy? Yên tâm đi, ở đây không có người ngoài đâu. Anh Hoàng à, anh quay lại giùm tôi đi. Được được, tôi thích nhất là quay phim đó. Anh đứng dậy trước đi. Cậu không phải quỳ mà. Trân à, lúc trước bởi vì có đứa nhỏ, anh không có cầu hôn mà em vẫn chịu lấy anh. Anh cảm thấy bản thân rất vô dụng, rất có lỗi. Em cho anh thêm một cơ hội đi. Anh hứa với em, nếu em đồng ý làm vợ anh, chuyện gì anh cũng làm hết. Tất nhiên là vợ nói vậy rồi, sau này đâu có như vậy nữa. Không, anh thề trước máy quay sẽ đưa hết tiền lương cho em, mật khẩu tất cả mọi thứ đều đưa cho em hết, không giấu em cái gì. Lúc mà chúng ta qua đường, anh chắc chắn sẽ nắm chặt tay em. Mỗi khi em tới tháng, anh sẽ để cho em chửi. Anh sẽ giới thiệu em cho tất cả bạn bè của anh. Hình của em, anh sẽ để cài màn hình điện thoại. Sau này sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Em không biết cột dây vậy, anh sẽ cột giùm em. Trân à, làm vợ của anh nha. Có được không? Em không gả cho anh thì gả cho ai được đây? Nè, có quay chưa vậy, có được không? Thôi chết, tôi chưa bấm quay. Hả? Có lộn không vậy? Sao không bấm quay vậy? Thì tại người ta cảm động như vậy, mình cũng tập trung quá trời, quên bấm máy quay cũng bình thường thôi. Tôi xin lỗi nha. Lần nào anh cũng như vậy, tôi làm tí việc thôi mà cũng không xong. Đúng là vô dụng mà. Đoạn phim này quan trọng lắm, tôi bắt đền anh đó. Đó giờ anh cũng đâu có ưa tôi, anh đang chơi tôi hả? Có ngu quá không vậy? iPhone mà không biết xài. iPhone này đâu phải của tôi, tôi không có quen thôi mà. Chứ sao này tôi lấy cái gì cho con cái coi đây? Hai người làm lại đi ha, tôi quay lại lần nữa là được chứ gì. Anh cũng kỳ thiệt á. Diễn xuất lúc nãy là màu quá, diễn lại tự nhiên chút đi. Trân à, cô còn khóc được có đúng không? Không được thì tôi có thuốc nhổ mắt. Anh nói nhảm cái gì vậy? Chúng tôi nói chuyện thật lòng đó, đâu phải đóng phim đâu. Anh đúng thiệt là. Đừng có kêu kiệt chứ, làm được một lần á, chắc chắn làm được lần hai. Cứ tin tưởng vào bản thân ha. Không sao cả, tôi nhớ rõ anh đã nói cái gì rồi. Tôi làm lại lần cho anh coi. Nè anh quay đi. Nè vợ à, em đóng giả Trân ha. Nè em đứng ở đây đi. Cái gì vậy? Em không có biết làm. Đứng nghe rồi phản ứng. Anh sẽ phối hợp với em à. Tôi sẽ quỳ ở đây. 1, 2, 3, nói bắt đầu mới quay là quay nha. Đừng có giống như tôi đó. Nè, góc 3, 7 tôi giống Lưu Đức Hoa, 2, 8 giống Thạch Tu đó. Quay cho đẹp vô. Trần ơi, lúc trước bởi vì có em bé, anh không có cầu hôn em. Anh đã sai thật rồi. Anh rất xin lỗi em. Em có thể cho anh một cơ hội nữa hay không? Anh xin thề trước máy quay luôn. Sau này tiền lương của anh sẽ cho em hết. Thật ra anh cũng không biết là mình kiếm được bao nhiêu. SMS điện thoại đưa cho em luôn. Nhưng mà bây giờ thịnh hành chơi WhatsApp và Thoughtbot, nhắn tin miễn phí mà. Mật khẩu MSN. Nè, bây giờ đâu còn ai chơi MSN nữa. Mỗi khi chúng ta qua đường á, sẽ nắm chặt em, không thành vấn đề. Ẵm em qua luôn cũng được. Mỗi khi em tới tháng á, cho em chửi thoải mái. Nhưng mà em tới hay không tới gì cũng chửi te tu hết. Em không biết cột dây dài. Anh sẽ cột cho em luôn. Ngu quá. Mua mấy kiểu dài không có dây được rồi. Còn gì nữa tôi quên rồi. Tóm lại là
Bố à, à không phải. Trân à. Không phải. Bố à, em gả cho anh thêm lần nữa được không? Anh vẫn chưa trả lời. Trước đó anh đi đâu vậy? Hôm đó anh gặp được một thầy chùa ở Thâm Thủy Bộ. Ông nói nếu như anh đi theo ổng từ Hồng Kông đến Kolkata, rồi đến Canberra, rồi đến Patna, rồi đến Kathmandu, rồi đến Hansa, tới cái giếng ở cổng sau tu viện xe ra ở Hansa, nhìn xuống nước sẽ nhìn thấy kiếp trước của anh đó. Nên là anh đã đi theo. Rõ ràng là bị gạt rồi. Ờ không phải đâu, anh nhìn thấy được thật mà. Nhìn thấy gì? Anh bước tới cái giếng đó hả? Rồi thò đầu vô nhìn xuống nước. Em đoán xem anh nhìn thấy gì hả? Anh nhìn thấy cái mặt của mình luôn đó. Có ai nhìn xuống nước mà không nhìn thấy cái bản mặt của mình không? Nhưng mà đúng lúc đó anh nhận được tin nhắn của em. Em nói anh đã đi đâu vậy? Mau gọi lại cho em đi, giờ đang rất lo lắng cho anh. Sau đó anh đã nhìn thấy một cái cầu vồng. Em có nhớ lời bà già đó nói qua hay không? Hai vợ chồng cãi nhau á, cũng giống như khi trời mưa vậy. Sau khi cuốn trôi hết những chuyện không vui, sẽ nhìn thấy được cầu vồng. Tổng hợp lại ba bằng chứng trên thì câu đố đã được giải đáp rồi. Bố à, em chính là kiếp trước của anh đó. Kiếp này, kiếp trước của anh định sẵn sẽ thuộc về em. Anh còn đem cả cầu vồng gì đây nữa. Nè, nếu như mà em nhìn thấy cầu vồng rồi á thì em đừng giận anh nha. Anh lấy ra cho em coi. Tháng sau. Nè, hai đứa khỏi cần làm việc hả? Con ngồi đây ăn khoai tây. Bà chủ, chị cũng thấy mà, đâu có mong khách nào đâu. Đúng rồi đó, hay là chúng ta đóng cửa sớm về nhà đi ngủ còn tốt hơn đó. Đi ngủ cái đầu em đó. Em kêu người tới sửa tủ lạnh chưa vậy? Ờ, bạn trai chị mới tới đó. Chị hỏi em kêu người tới sửa tủ lạnh chưa? Liên quan gì tới bạn trai chị? Nè, chị vô trọng coi thử trước đi. Đúng vậy. Bửu à, em có đồng ý gả cho anh lần nữa không? Nhảm nhí. Sao rồi, có đồng ý hay không đi? Không. Tại sao chứ? Em vẫn thích làm bạn gái của anh hơn. Em làm qua vợ anh rồi mà, cũng tạm tạm thôi. Không làm vợ của anh thì sẽ không bị anh đem đi đổi. Sao có thể? Vợ của anh tốt như vậy sao anh nỡ đổi với người khác được? Cùng lắm anh đem em đi bán thôi. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. Được rồi, để anh đi chứ. Được thôi. Vậy lát nghe em đi nhà sách xong tính đi đâu hả? Đi nhà sách xong, chắc là em sẽ đói bụng đó. Quen hả? Bạn cũ của anh thôi. Tức là từng theo đuổi rồi. Cũng không giống kiểu anh thích. Cho nên bây giờ người anh thích là em đó. Cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi. Tôi có chuyện cần nói rõ ràng với anh. Tôi biết thật ra cô chỉ ra nên ly dị rồi. Nhưng chúng tôi đã quay về với nhau rồi. Tại sao? Tại sao cô lại chọn anh ta không chọn tôi? Tôi có gì thua anh ta? Phải. Trong lòng của rất nhiều người, Ryan là một người xấu. Ảnh vừa lăng nhăng vừa trăng hoa.
cho nên mỗi ngày thức dậy tôi đều rất lo lắng, không biết anh đang ngoại tình với ai. Cho nên tôi sẽ kiểm tra ảnh. Tôi sẽ dùng hết mọi cách để dập trần lời nói dối của ảnh. Nghe có vẻ như rất khổ sở, nhưng tôi cảm thấy rất hồng phu. Bởi vì như vậy tôi mới biết thì ra tôi thật sự rất yêu ảnh. Thực ra tình yêu cũng giống như chiến tranh thôi. Hai con người ở bên nhau, chưa tới ngày chia tay thì vẫn chưa biết được ai thắng ai thua mà. Nhưng mà tôi lại thích cảm giác kích thích này. Mỗi ngày đều có thể đấu trí so lực với người mà mình yêu thương, tôi mới cảm nhận được cái gì là tình yêu. Nhưng mà khi tôi ở bên anh, tôi cảm thấy anh quá tốt. Anh tốt đến nỗi tôi không cần lo lắng anh sẽ làm chuyện có lỗi. Tôi cảm thấy tôi quá yên tâm. Yên tâm tới một mức độ mà không phải là tình yêu, chỉ là sự tôn trọng với bạn bè. Cô bị điên rồi có phải không? Cô chọn thằng khốn đó mà không chọn tôi. Tôi thích thằng khốn đó chứ không phải anh. Anh ta gạt cô đó. Anh không có gạt tôi hả? Anh nói anh có vợ mà. Nhưng cũng đâu có. Chuyện đó khác mà. Tôi đâu có biết cô đang ly dị. Tôi không hề cố ý nói dối cô. Nói dối là nói dối, lời đó không thể rút về được. Nhưng người mà tôi thích, tôi thà để anh gạt tôi cả đời. Nhưng tiếc là anh không gạt được tôi. Vậy có nghĩa là cô không thích tôi? Bởi vì tôi không đủ khốn nạn không gạt được cô cả đời. Có lẽ anh khốn nạn hơn, sẽ có nhiều người thích anh hơn. Đây là lý do chia tay quan đường nhất mà tôi từng nghe. Muốn nói gì cũng được. Tôi xin lỗi. Quà lưu niệm sao? Mong rằng anh sẽ thích. Tôi cũng có quà muốn tặng cô đi. Để tôi đi rồi cô mới mở. Tôi không mở được khóa của mấy người khác. Tôi có thể thử mở khóa của cô không? Anh thích mở khóa tới vậy sao không đi làm thợ mở khóa? Chị họ cô có bị điên không vậy? Người đàn ông tốt gì không chọn là đi lấy một thằng khốn. Nè Phỏng. Nhưng mà tôi cảm thấy thế giới này thực sự là rất bất công đó. Mọi người thử nghĩ đi, một người xấu làm được một việc tốt thì sẽ nói là anh ta lãng tử quay đầu. Nhưng mà khi một người tốt làm một việc xấu thì lại đánh anh ta xuống 8 tầng địa ngục luôn. Nhưng nói đi nói lại, chị họ của cô và Ryan cuối cùng ra sao rồi? Không biết nữa, lâu rồi không liên lạc. Câu chuyện này giáo dục chúng ta, hỏi thế gian tình là gì vậy? Thì ra cũng là một vật trị một vật. Nếu như thích thật lòng thì vòng đi vòng lại vẫn sẽ về bên nhau thôi. Hết cách rồi. Ủa nhưng mà lúc nãy đánh con gì vậy hả? Mọi người đi đâu hết rồi? Đói bụng quá. Được ăn chưa vậy? Sao đây? Sao đây? Đi kiếm chú rể trước đi. Đi đâu kiếm? Chỗ nào có nhiều gái đó. Mau lên. Còn đi bay luôn chứ. Sao rồi? Anh nói tới chỗ của em à. Tối nay anh phải gặp khách hàng đó. Về trễ lắm, em đừng có đợi. Anh đừng uống nhiều quá. Anh có bao giờ uống rượu đâu. Gặp khách hàng xong thì anh về ngủ sớm đi. Em cứ vậy, ngủ sớm nha. Anh yêu em. Nè, chồng em đi ra ngoài rồi. Vậy tới nhà của anh đi. Sao anh hấp tấp quá vậy hả? Anh không hấp tấp sẽ không cua lại em rồi. Chồng của em không ở Hồng Kông, má chồng thì đi đánh bài. Vậy tới nhà anh phải ăn món ngon nha. Được, nhưng mà em ăn anh trước đi. Sao rồi, muốn ăn cái gì hả? Em cũng không biết ăn gì được đây hả. Đi ăn món trùng, đã lâu rồi không gặp. Tối nay nhất định phải nói cho rõ. Tôi thật sự rất thích ngủ. Anh thích cũng như vậy thì đi cướp cổ về đi. Cho dù không cướp được thì phá hoại phúc gia đình cổ cũng được. Tôi không làm được chuyện ác như vậy đâu. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Nhưng người mà tôi thích, tôi thà để anh gạt cô cả đời. Vậy có nghĩa là cô không thích tôi? Bởi vì tôi không đủ khốn nạn không gạt được cô cả đời. Có lẽ anh khốn nạn hơn, sẽ có nhiều người thích anh hơn.